Nhưng mà trong cái bài kinh đó, cũng có nêu vấn đề mà là môn toán số đó, hỏi Đức Phật tại sao cũng tu theo Đức Phật có vị đắc có vị không đắc. Đức Phật đã nói thế nào để cho chúng ta hiểu, và cuối cùng thì chúng ta đã quy tâm bảo. Và qua hỷ giờ này thấy có mặt Thượng Tọa Giảng Sư, Thượng Tọa Pháp Đăng vào rung rồi. Chắc có lẽ là Thượng Tọa đã xem được cái bài kinh này trước. Bài kinh hôm nay rất là quan hỷ. Lần bài là môn toán số này, toán số gia hoàng liên, đến hỏi Đức Phật về cái sự trình tự huấn luyện giáo dục mà Ngài đã dạy cho các đệ tử. Đức Phật ngài dạy cho biết là Ngài cũng huấn luyện giáo dục đệ tử theo trình tự, như là trước tiên thì Ngài dạy là phải giữ giới, rồi hộ trì các căn, tiết độ ẩm thực, sống tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác, rồi đi tìm một cái chỗ thấm để hành thiền, rồi sau khi chứng thiền đó mới hướng tâm đến cái sự giải thoát, đắc đạo quả, từ quả hữu học cho đến quả vô học vô vấn. Rồi sau đó ông Bà La Môn hỏi Đức Phật là tất cả các đệ tử sau khi mà được huấn luyện trình tự vậy họ chứng đắc hết rồi không, thì Đức Phật cho biết là Ngài cũng có khi đắc. Ngài dạy đệ tử có người đắc người không. Người ta hỏi tại sao thì Đức Phật Ngài mới hỏi ngược lại ông ta. Rồi cuối cùng thì Ngài nói Ngài chỉ là cái người chỉ dạy thôi, còn cái việc mà học giỏi hay dở, tu chứng hay là không chứng là cái tùy duyên mọi người vô vấn. Thì bài kinh này đại khái là như vậy. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh Quang Hỷ đọc cho chánh văn của bài học, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng sư trong ngày hôm nay sẽ giảng dạy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Dạ, sa thú Lanh Thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài từ bi học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Dạ, con xin được đọc chánh kinh. Dạ, cảm ơn ông Lan và đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Bài 107 Kinh Gana Mok Gatla Nasutta. Gana Ka Mok Gatla Nasutta là một bà la môn ở Sawatthi, được biết là một nhà toán học. Vị này đến diện kiến Đức Phật và hỏi về sự tu tập trong Phật giáo. Những gì được đề cập trong bài kinh này cho thấy một khía cạnh quan trọng của Phật Pháp, đó là chuyển hóa con người bằng sự giáo dục. 1030 Giáo dục là con đường chuyển hóa mang tính tuần tự, thứ lớp. Phương pháp chuyển hóa tuần tự là căn bản của sự giáo dục. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi, Buddha-bá-ra-ma, nơi lâu đài của Biga Ramatu, Đông Nguyên Lộc Mẫu giảng đường. Rồi Bà La Môn Gana Mok Gatlana đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm. Thân hữu liền ngồi xuống một bên, Bà La Môn Gana Mok Gatla Na bạch Thế Tôn: ví như thưa tôn giả Gotama, tại lâu đài Migara Matu này có thể thấy được một học tập tuần tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức là
những tầng cấp của lầu thượng cuối cùng. Thưa tôn giả Gotama, cũng vậy, đối với những vị bà la môn này, được thấy một học tập tương tự, một công trình tương tự, một đạo lộ tương tự, tức là sự học hỏi. Các tập về đá. Thưa tôn giả Gotama, cũng vậy, những vị bắn cung này được thấy một học tập tuần tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức là nghệ thuật bắn cung. Cũng vậy, thưa tôn giả Gotama, đối với chúng con là những người trống số, sống nhờ nghề trống số, cũng được thấy một học tập tuần tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức là trống số. Thưa tôn giả Gotama, vì rằng khi có người được người đệ tử, trước hết chúng con bắt người ấy đếm như sau: một, một lần; hai, hai lần; ba, ba lần; bốn, bốn lần; năm, năm lần; sáu, sáu lần; bảy, bảy lần; tám, tám lần; chín, chín lần; mười, mười lần. Và thưa tôn giả Gotama, chúng con bắt đếm tới 100 có thể trình bày chăng? Thưa tôn giả Gotama, trong pháp và luật này cũng có tuần tự học tập, như một tuần tự công trình, một tuần tự đạo lộ như vậy. Có thể trình bày này Bà La Môn, trong pháp và luật này có một tuần tự học tập, có một tuần tự công trình, có một tuần tự đạo lộ. Ví như này Bà La Môn, một người huấn luyện thiện xảo, sau khi được một con ngựa hiền thiện, trước tiên luyện tập cho nó quen mang dây cương, rồi tập luyện cho nó quen các hành khác. Cũng vậy, này Bà La Môn, Như Lai khi được một người đáng được điều phục, trước tiên huấn luyện người ấy như sau: hãy đến tỳ kheo, hãy giữ giới hạnh, hãy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ ai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, họ trì và học tập các học giới. Này Bà La Môn, khi vị tỳ kheo giữ giới hạnh chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ ai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, họ trì và học tập các học giới. Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau: hãy đến tỳ kheo, hãy hộ trì các căn, khi mắt thấy các sắc chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự khiến tham ái u bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vì tỳ kheo tự chế. Vì tỳ kheo tự chế ngự nguyên nhân, thọ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt, khi ta nghe tiếng vân vân, mũi ngửi hương vân vân, ngửi nếm vị vân vân, thân cảm xúc vân vân, ý nhận thức các pháp, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự khiến tham ái ưu bi các ác, các pháp ác bất thiện khởi lên, tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Này Bà La Môn, sau khi tỳ kheo hộ trì các căn rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau: hãy đến tỳ kheo, hãy tiết độ trong ăn uống chân, tránh giác sát thọ dụng món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì phạm hạnh, nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không phạm lỗi lầm, sống được an ổn. Này Bà La Môn, sau khi tỳ kheo tiết độ trong ăn uống rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau: hãy đến tỳ kheo, hãy chú tâm cảnh giác, ban ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp, ban đêm trong canh đầu,
trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi gột sạch tâm trí mọi các chướng ngại pháp. Ban đêm trong canh giữa, hãy nằm xuống phía hông bên phải như dáng nằm con sư tử, chân gác trên chân phải, chân gác trên chân với nhau. Chánh niệm tỉnh giác hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Này bà La Môn, sau khi vị tỷ kheo chú tâm tỉnh giác, Như Lai mới huấn luyện vậy ấy thêm nữa như sau: hãy đến tỷ kheo, hãy thành tựu chánh niệm tỉnh giác. Khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác. Khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác. Khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác. Khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác. Khi đi, đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Này bà La Môn, sau khi chánh niệm tỉnh giác rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau: hãy đến tỳ kheo, hãy lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ, nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thủy miên. Vị ấy sống thoát ly hôn trầm thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thủy miên, từ bỏ trào cử hối tiếc. Vị ấy sống không trào cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trào cử hối tiếc, từ bỏ nghi ngờ. Vị ấy sống thoát khỏi ngờ, không vân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với các thiện pháp. Khi đoạn trừ năm triền cái ấy, những pháp làm ô nhiễm tâm, làm trí tuệ yếu ớt, vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ, vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự, lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ, ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư. Không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này bà La Môn, đối với những tỳ kheo nào là bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu sự vô thượng, an tịnh và các triền ấp, đó là sự giảng dạy của ta. Như vậy, đối với những vị ấy, còn đối với những vị tỳ kheo là bậc A-la-hán, các lầu hạt đã tận, tu hành thành mãn. Các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử. Chánh trí giải thoát những pháp ấy đưa đến sự hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác. 1031. Tại sao cũng tu theo Phật nhưng có vị đắc chứng, có vị không? Không phải ai tu cũng đắc chứng. Đây là sự tự nhiên về căn tánh của chúng sanh, cũng là một sự khác biệt trong cách nói giữa đạo Phật và các tôn giáo. Các tôn giáo khác, ngay cả một số tâm pháp Phật giáo ngày nay, tuyên bố sự vạn năng của niềm tin, hãy tin là được. Khi được nói vậy, bà La Môn Gana Móc Cách La Na Bạch Thế Tôn: các đệ tử của Sa Môn Gotama,
Khi được Sa môn Gotama khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, có phải tất cả đều chứng được cứu cánh đích niết bàn hay chỉ có một số chứng được? Này Bà La Môn, một số đệ tử của ta khi được khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, chứng được cứu cánh đích niết bàn, một số không chứng được. Thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, do gì trong khi có mặt niết bàn, trong khi có mặt con đường đưa đến niết bàn, trong khi có mặt tôn giả Gotama là bậc chỉ đường? Tuy vậy, các đệ tử tôn giả Gotama được tôn giả Gotama khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh đích niết bàn, một số không chứng được. Này Bà La Môn, ở đây ta sẽ hỏi ông. Nếu ông không nhận, hãy trả lời cho ta. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Ông có dõi về con đường đi đến Raja Gaha Vương Xá? Thưa tôn giả, con có dõi về con đường đi đến Raja Gaha. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Ở đây có một người muốn đi đến Raja Gaha. Người này đến ông và nói như sau. Thưa tôn giả, tôi muốn đi đến Raja Gaha. Hãy chỉ cho tôi con đường đi đến Raja Gaha. Ông nói với người ấy như sau. Được, này bạn, đây là con đường đưa đến Raja Gaha. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi trong một thời gian, bạn sẽ thấy một làng tên như thế này. Hãy đi theo một thời gian. Sau khi đi trong một thời gian, bạn sẽ thấy thị trấn tên như thế này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi đi trong một thời gian, bạn sẽ thấy Raja Gaha với những khu vườn mỹ diệu, với những khu rừng mỹ diệu, với những vùng đất mỹ diệu, với những hồ ao mỹ diệu. Dầu cho người ấy được khuyến giáo như vậy, được giảng dạy như vậy, nhưng lại lấy con đường sai lạc đi đến hướng Tây, rồi một người thứ hai đến muốn đi đến Raja Gaha. Người này đến ông và hỏi như sau. Thưa tôn giả, tôi muốn đi đến Raja Gaha. Mong tôn giả chỉ con đường ấy cho tôi. Rồi ông nói với người ấy như sau. Được, này bạn, đây là đường đi đến Raja Gaha. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi một thời gian, bạn sẽ thấy một làng có tên như thế này. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi một thời gian, bạn sẽ thấy một thị trấn có tên như thế này. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường ấy trong một thời gian, bạn sẽ thấy Raja Gaha với những khu vườn mỹ diệu, với những khu rừng mỹ diệu, với những vùng đất mỹ diệu, với những ao hồ mỹ diệu. Người ấy được ông khuyến giáo như vậy, giảng như vậy, đi đến Raja Gaha một cách an toàn. Này Bà La Môn, do nhân gì, do duyên gì trong khi có mặt Raja Gaha, trong khi có mặt con đường đưa đến Raja Gaha, trong khi có mặt ông là người chỉ đường, dầu cho ông có khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một người lấy con đường sai lạc đi về hướng Tây, còn một người có thể đi đến Raja Gaha một cách an toàn. Tôn giả Gotama, ở đây con làm gì được? Con chỉ là người chỉ đường. Thưa tôn giả Gotama, cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi có mặt niết bàn, trong khi có mặt con đường đi đến niết bàn, và trong khi có mặt ta là bậc chỉ đường, nhưng các đệ tử của ta được ta khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh đích niết bàn, một số không chứng được. Ở đây, này Bà La Môn, ta làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ đường. 1032, 8 tháng và quy y.
là một người trí thức. Vị Bà La Môn đã nói lên suy nghĩ của mình trước khi quy y Tam Bảo. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Gana Móc Gala Na bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, đối với những người không phải vì lòng tin, chỉ vì sinh kế xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, những người xảo trá, lường gạt, hư ngụy, mất thăng bằng, cao mạng, dao động, nói phô tạp nhạc, không hậu trì các căn, ăn uống không tiết độ, không chú tâm cảnh giác, thờ ơ với sa môn hành, không tôn kính học tập, sống quá đầy đủ, uể oải, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh nặng, miễn ly, biến nhát, tinh cần, thấp kém, thất niệm, không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, căm ngọng. Tôn giả Gotama không thể sống với những người như vậy. Còn những người thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không xảo trá, không lường gạt, không hư ngụy, không mất thăng bằng, không cao mạng, không dao động, không nói phô tạp nhạp, hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, chú tâm tỉnh giác, không thờ ơ với sa môn hành, tôn kính học tập, sống không quá đầy đủ, không uể oải, từ bỏ thối thất, đi đầu trong viễn ly, tinh cần, tinh tấn, chánh niệm, an trú, tỉnh giác, bình tĩnh, nhất tâm có trí tuệ, không căm ngọng, tôn giả Gotama sống hòa hợp với những giải. Ví như tôn giả Gotama, trong các loại căn hương, hắc chiên đàn hương, được gọi là tối thượng, trong các loại cây hương, xích chiên đàn hương được gọi là tối thượng, trong các loại hoa hương, vũ quý hương, chách mine được gọi là tối thượng. Cũng vậy, là lời khuyến giáo của tôn giả Gotama được xem là cao nhất trong những lời khuyến giáo hiện nay. Thật vi diệu thai, thưa tôn giả Gotama, thật vi diệu thai, thưa tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và chúng tỳ kheo tăng, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử từ nay cho đến mạng chung. Con trọn đời quy ngưỡng Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng tông trung thành kính lãnh cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con kính nhân mít đến sư ạ. Alo, alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh và cảm ơn Quệ Ngọc, cảm ơn. Thì cái bài kinh hôm nay chúng ta học đó là bài kinh số 107, kinh Na La Cá Móc Gà La Ná, Xuất Tá. Thì cái nhân vật Bà La Môn Na La Cá này đó là một cái vị Bà La Môn ở Sa Quách Thi, là một nhà toán học. Thì ông ta muốn đến để hỏi Đức Phật về pháp của Đức Phật. Nó có giống như là những cái cách huấn luyện giống như toán học, hay là giống như huấn luyện ngựa, hay là huấn luyện voi, hay là huấn luyện này với nó. Thì toán học đó, họ cũng nhận học trò rồi họ cũng phải dạy như vậy. Thì Đức Phật là một vị thiên nhân chi đạo sư, và Ngài biết và Ngài cũng giảng cho Bà La Môn Na La Cá này cũng từng từ như vậy. Thì thật sự ra chúng ta biết rằng đối với cái giáo pháp của Đức Phật thì có mình nói có ít cũng văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Có nghĩa là chúng ta phải học, mà chúng ta học học. Thành ra nhiều khi quý vị biết rằng có nhiều người Phật tử đó, họ có thể gặp một vài cái trường hợp
một vài trường hợp. Ví dụ chúng ta thấy như là ngày Chu Lắp Anh Đắc Cá, ngày không có học thuộc lòng 4 câu kệ mà 3 tháng, nhưng mà ngài vẫn đắc A-la-hán. Nhưng mà rồi cũng có nhiều người họ dựa vào vấn đề đó, họ đưa vấn đề đó vào và họ nói rằng mình tu rồi cần gì học. Thật sự nó không phải vậy quý vị. Thật sự ra đó, chúng ta đó mà muốn tu thiền cũng vậy quý vị. Quý vị muốn học tu thiền, ví dụ như tu thiền về 32 đệ tược, chúng ta cũng đọc móc tóc, lông, móng, răng, da, mực, đàm, mũ, máu để chúng ta đọc ngược, đọc xuôi. Khi mà đọc ngược, đọc xuôi như vậy chúng ta thuần thục. Cũng như thường thường chúng tôi ở chùa, chúng tôi dạy mấy chú tiểu niệm Phật á. Như Đức Phật này diệt trừ tham nơi mắt, nơi cảnh sắc, nơi nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, sắc tưởng, sắc tư, sắc tầm, sắc tứ. Rồi chúng tôi mới nói rằng mắt là con mắt của chúng ta. Cảnh sắc là những gì mà mắt thấy. Mà mắt thấy được cảnh sắc nó phải có nhãn thức. Do nhãn thức thì cái cảnh nó xúc chạm vào mắt mình. Nhưng mà tối đó, mình không thấy được. Hoặc là cảnh sắc nó bàn tay nó gần mắt mình cũng không thấy. Như vậy rồi nhãn xúc rồi mình mới được cái đó, mình nhãn thọ rồi phải sắc tưởng. Mình thấy như vậy rồi mình tưởng lại. Mình tưởng lại những gì mình thấy bằng tay mình đã thấy rồi. Bây giờ mình thấy bằng tay lại mình nói đây là bằng tay người nam hay người nữ. Nhưng mà cái đó là sắc tưởng quý vị. Do mình thấy xúc và thọ rồi tưởng. Bởi chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà học vi diệu pháp đó, thì chúng ta thấy từng tử thứ lớp ở trong vi diệu pháp có dạy đó, như là mắt cảnh sắc, như chúng ta thấy như là tâm hậu kiếp mà vừa qua hậu kiếp trước dứt dòng rồi khai môn ngũ song thức tiếp thâu cái đó rồi quan sát rồi đoán định rồi động lực. Rồi hay là chúng ta hiểu như là vi diệu pháp mình học đó, như là xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý. Xúc có nghĩa là tất cả những cái tâm mà sanh lên Đức Phật nói do nhờ cái xúc, có nghĩa là căn cảnh nó đụng chạm vào nhau nên gọi là xúc. Xúc thì chúng ta sanh lên thọ, tưởng là chúng ta tới tư. Tư sắc tư thinh tư khí tư vị tư xúc tư pháp tư đó là cái chúng ta muốn thích, chúng ta thích muốn, và cái đó là cái sở hữu tư, đó là nghiệp của vị. Tư xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý, có nghĩa là nó gom lại những cái đó nó có mình tác ý đúng hay cái tác ý sai. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà họ tu thì họ phải học, mà tu thì chúng ta phải học. Và khi chúng ta học như vậy đó là văn tuệ quý vị, văn tuệ. Rồi chúng ta suy nghĩ mắt cảnh sắc, chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ, chúng ta học rồi chúng ta ngồi suy nghĩ lại nữa, suy nghĩ lại rồi cho đến lúc nào đó mà chúng ta niệm mà chánh niệm tỉnh giác như vậy, cho đến một lúc nào đó mà cái tâm chúng ta nó không có bị dù là cảnh sắc đó, nhưng mà không có cái tâm chúng ta không tán loạn nữa. Cái điều này chúng ta cũng thấy những vị khu đó, cũng như vị thị khu đó bị một cái cô là nhân đến ngày lễ hội đó, thì cái người mẹ người cha đó thấy con cái chơi mà con của mình đi tu rồi bà khóc. Thì có một người phụ nữ đó là người đó mới nói bây giờ ông bà muốn tôi đem công tử hoàng gia không, thì ông bà muốn ông bà cho tiền cái cô đó, và cô đó tới xây một cái ngôi nhà lầu rồi ngay cái đường của vị tỳ khu đi bác của chị. Rồi cái cô này đó nói với những đứa nhỏ ồn vị này vô hiên rồi làm ồn, rồi vị này lên nhà trên vô nhà trong rồi làm ồn lên lầu, rồi cô ta đứng cho cô ta dùng nhiều cách để quyến rũ cái vị này. Thì mắt vị này khi mà nhìn thấy cảnh sắc á, thì cái tâm nó bị loạn động, bởi vì cái loạn động là cái tâm tham quý vị, cái tâm phóng dật. Bởi thường thường chúng ta thấy rằng một cái tâm bất thiện sanh lên nó có si vô tàm vô quý phóng dật. Cái tâm tham hay tâm sân hay tâm si nó sanh lên nó có si vô tàm vô quý phóng dật. Còn khi một cái tâm thiện sanh lên á, thì khi mà chúng ta mắt nhìn thấy đó mà chúng ta chánh niệm đó, thì nó có tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả. Có nghĩa là muốn nói đến một cái người khi mà họ nhìn đó, họ chánh niệm đó, thì cái chánh niệm đó là những cái tâm sở tịnh hảo, nó không có tham, nó là vô tham vô sân và trí tuệ.
chính khi lúc bấy giờ đó cái vị này bị loạn động, nhưng mà Đức Phật ngày ngày biết rằng vị này sẽ chiến thắng được, chiến thắng được, và Đức Phật ngày đã trợ giúp cho vị này, và vị này đã chiến thắng được cái cô này, và vị này đắc quả A La Hán bay lên hư không luôn quý vị. Và Đức Phật đó, Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta đã học rồi đó, chúng ta học chúng ta biết rằng mắt và cảnh sắc đó, những cái phiền não nó lộ hoặc nó không sanh ở ngoài con mắt, và cái lộ hoặc phiền não nó cũng không sanh ở ngoài cái lỗ tai và cảnh thinh. Nên thường thường chúng ta hay nghe nói rằng cái giáo lý thập nhiện viên mới nói rằng thức là chúng ta có thức đi tục sinh rồi tạo thành danh sắc là thân và tâm. Danh sắc cái tạo thành lục nhập là sáu cái nội xứ mà được hình thành trong thai bào. Lục nhập là có lục xúc, có nghĩa là mắt chúng ta phải xúc chạm với cảnh sắc. Lục xúc là sanh ra lục thọ. Thì cái thọ này đó mình gọi là cái quả hiện tại. Nên đó, cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ đó là cái quả hiện tại. Và thọ nếu duyên cho ái là cái nhân hiện tại. Khi mà mắt thì sắc ái, tai thì thinh ái, mũi thì khí ái, miệng thì vị ái, thân thì xúc ái, ý thì pháp ái. Khi mà ái sanh lên đó, thì chúng ta có thủ, có hữu, có vô minh mà hành. Như vậy chúng ta cũng có năm cái nhân nữa. Bởi vì khi thọ duyên cho ái là một nhân nè, ái thủ là hai nhân nè, thủ và có hữu là ba, hành và vô minh là năm. Như vậy á, thì cái năm nhân đó, nó năm cái nhân hiện tại, bởi vì năm cái quả quá khứ đó rồi cái tạo ra năm cái nhân hiện tại nữa, năm cái nhân hiện tại nó tạo ra cái năm cái quả tương lai nữa, tức nghĩa là chúng ta phải tái sanh nữa. Có nhiều khi chúng ta tái sanh vào một cái loài súc sanh đi thì cũng có noãn bào, cũng có tinh trùng, cũng có thức, cũng có nghiệp, cũng có chu kỳ của loài thú nào đó mà chúng ta gá vào đó, chúng ta sanh vào đó. Dù là con cá, con chim, con kiến, hay là dù là một con nhện nhện hay là một con gián, thì cái sự tái sanh đó nó cũng vẫn là tái sanh. Nhiều khi á, quý vị thấy mắt, mình có mắt thì con gián nó có mắt, mình có lỗ tai thì con chuột nó có lỗ tai, mình có lỗ mũi thì con dơi nó cũng có lỗ mũi, dù mình có miệng thì dơi cũng có miệng, mình có thân duy trì nào giống, dơi cũng có thân duy trì nào giống. Nên khi mà Đức Phật người nói như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng đối với lời dạy của Đức Phật á, thì Đức Phật cũng dạy từng tự thứ lớp. Cái từng tự thứ lớp của Đức Phật á, là ngày dạy về giới, về định, về tuệ. Nếu mà chúng ta nói nữa là giới, về định, về tuệ. Và nếu mà chúng ta nói theo cái giáo lý mà tứ diệu đế, thì Đức Phật nói rằng ngài nói về cái sự khổ, cái sự khổ trong luân hồi, rồi người đó đến để mà thọ trì học giới. Học giới đó là tu tập bát chánh đạo, là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới phần, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là định phần, chánh kiến và chánh tư duy thuộc về tuệ phần. Như vậy vị đó cũng phải từng tự thứ lớp tu tập, tu tập có nghĩa là từng tự thứ lớp, y như là một cái người toán học mà họ đọc từ 1 đến 100, từ 100 đến 1000, rồi học tính cộng, tính trừ, tính nhân, tính chia. Họ học rồi thì họ mới có thể làm được. Cũng như mình có học rồi mới có cái tuệ, mình có học một văn rồi mới có tuệ tư được. Và khi có tuệ tư đó mà mình mạng sát hoài, mình chánh niệm tỉnh giác đối với đi đứng nằm ngồi ăn uống, nhai nuốt nếm đại tiện tiểu tiện, lúc nào cũng chánh niệm hết á. Quý vị thấy trong cái bài kinh này Đức Phật này nói rằng y như cái bài kinh niệm xứ Đức Phật này dạy, nghĩa là chúng ta phải chánh niệm liên tục, chánh niệm liên tục, không có một lúc nào gián đoạn. Bởi vì chúng ta có cái tâm của chúng ta nó biết cảnh liên tục. Quý vị, mắt thì biết cảnh sắc, tai biết cảnh thinh, mũi biết cảnh khí, miệng biết cảnh vị, thân biết cảnh xúc, ý cảnh biết cảnh pháp. Và nó biết như vậy, nó biết liên tục như vậy. Nên chúng ta lúc nào chúng ta cũng phải chánh niệm. Các cái giác quan đó, nếu mà thiếu chánh niệm đó, thì chúng ta không có thể nào mà có thể chứng ngộ được. Như vậy thì Đức Phật rồi nói rằng á, một cái vị tỳ khưu đó chế ngự những cái học giới, những giới bổn, được Đức Phật rồi huấn luyện thêm là hộ trì các căn mắt đối với cảnh sắc, để chớ có nắm giữ tướng chung tướng riêng. Nếu mà nắm giữ như vậy là những cái tham ái ubi, những cái tham ái là mình thích. Bởi vì nhiều khi quý vị thấy rằng, cho đến khi nào mình nhìn thấy một cái người da trắng mình thích, nó cũng là tham ái. Mình nhìn thấy người da đen mình không thích là cũng là sân. Và mình không biết là si, quý vị. Thường thường nó như vậy. Mình thấy mình khởi lên tham là thích là tham, mà không thích là sân, mà không biết là si. Nên đó, như vậy thì cứ tham sân si đó, nếu mà chúng ta không có cho tham sân si sanh khởi đó, thì những cái tham ái ubi đó nó không có. Và hộ trì cái mắt, tai, mũi, miệng đó,
không có thể nào mà Đức Phật ngày không dạy vấn đề này. Nên quý vị thấy vị tỳ khưu không, có tứ thanh tịnh giới đó, có lục thu thúc thanh tịnh giới, nuôi mạng thanh tịnh giới, quán tưởng thanh tịnh giới và giới bổn thanh tịnh. Cái đó là bốn cái căn bản, không có thể nào mà thiếu cái về về các cái giác quan đó, các cái giác quan. Và các cái giác quan đó, nên chúng ta nói quý vị đó, có chúng ta là những người Phật tử đó, chúng ta nên hiểu như là Bà La Môn Ná Lá Cá này đó, vì có cái văn tuệ, vì có cái tư tuệ, và có cái tư tuệ có cái tu tuệ. Nếu một người mà họ nói là chứng đắc mà họ không biết gì đó, thì thật sự những người đó chứng đắc khùng điên gì đó, chứ không phải là chứng đắc chánh pháp. Quý vị nghe cái, những cái câu chuyện của những vị tỳ khưu đó, mấy chục năm ấy, mà vị đó không có coi kinh, 30-40 năm vị đó không có coi được một cuốn kinh nào hết. Nhưng mà khi vị đó chứng ngộ rồi đó, những vị tỳ khưu hỏi cái gì vị đó cũng có thể trả lời được hết. Tại vì sao? Vì khi mà chúng ta học kinh á, ở trong kinh cũng chỉ dạy như vậy thôi quý vị. Trong kinh cũng chỉ dạy về mắt tai mũi lưỡi, dạy về những cái giới bổn thanh tịnh, rồi cái sự quán tưởng thanh tịnh, rồi cái sự nuôi mạng thanh tịnh thôi. Trong kinh nào Đức Phật thì cũng dạy như vậy. Như vậy thì Đức Phật nói rằng mình khi mà có lục căn thu thúc, hay là mình có ăn uống có tiết độ, mình ăn uống mình quán tưởng đó, quý vị nghe trong đây nè, Đức Phật nói rằng bị tỳ khưu đến khi mà ăn uống có tiết độ nè, thọ dụng vật thực đó, không phải để đam mê, không phải làm đẹp, không phải để sang sức, không phải để bảo dưỡng cái thân này, mà chỉ để duy trì cái thân này không có bị tổn hại thôi. Bởi Đức Phật nói rằng cái thọ đó, cái thọ mà mình chánh niệm đó, cái đó cái thọ lạc, cái thọ hỷ nào nó cũng là thiện hết. Bởi chúng ta thấy cái tâm thiện nó cũng có thọ hỷ, những cái tâm nó vẫn có thọ lạc. Nhưng mà khi mà chúng ta không có chánh niệm đó, thì cái thọ này nó cũng có thọ hỷ, nhưng mà thọ hỷ của tham. Nó có thọ lạc, cái thọ lạc của cái thân thức thọ lạc. Như vậy á, thì chúng ta hiểu được á, Đức Phật Ngài dạy cái nghĩa là một người mà có lục căn thu túc, rồi có quán tưởng thanh tịnh, có tứ thanh tịnh giới đó, cái nghĩa là quán tưởng thanh tịnh, rồi quán tưởng vật thực ăn không phải để làm đẹp, mặc y phục mặc cũng không phải để làm đẹp, hoặc là chúng ta ở cốc liên cũng phải không đẹp, chúng ta sử dụng thuốc không phải để làm đẹp, mà làm dùng thuốc để cho mình không có bệnh hoạn, không có những cái cảm thọ khốc liệt do những cái cơn bệnh nó hành hạ mình thôi. Như vậy thì Đức Phật này cũng dạy về vấn đề mà tình tự thứ lớp, rồi Ngài dạy về cái sự chánh niệm tỉnh giác á, khi đi kinh hành, đi ngồi, tâm khỏi những chướng ngại pháp, đi đứng nằm ngồi, chúng ta thấy Ngài cũng dạy khi mà mình ngủ á, mình cũng tác ý mình thức dậy. Nếu mình ngủ mình cũng phải tác ý mình thức dậy. Như vậy á, thì mình ngủ chút xíu mình sẽ thức dậy quý vị. Đây là một vấn đề mà thường thì quý vị thử tập á, mình trước khi mình hành thiền, mình nằm xuống mình ngủ, mình cứ nói 4 giờ tôi thức dậy, 4 giờ tôi thức dậy, 4 giờ tôi thức dậy, 4 giờ tôi thức dậy. Quý vị ngủ như vậy thì 4 giờ quý vị sẽ thức dậy. Mình có thể nói như là một cái tâm thiện nó sau cái tâm hữu kiếp mà trong giấc ngủ vậy đó, nó có một cái tâm thiện. Nhưng mà nếu mà chúng ta đó có cái tâm bất thiện trước khi chúng ta rơi vào cái tâm hữu kiếp đó, là đi vào cái giấc ngủ đó, mình có thể hiểu cái trái nó dù nó tắt rồi nó vẫn có cái hơi ấm. Một cái người mà họ ngủ họ có chánh niệm như vậy đó, thì cái tâm thiện nó vẫn mạnh quý vị. Cái tâm thiện vẫn mạnh, mình ngủ từ cái tâm thiện nó chìm vào cái tâm hộ kiếp. Bởi vì quý vị thấy hễ mà cái tâm nó sanh thì nó có hộ kiếp vừa qua, rung động dứt dòng, rồi khai môn, ngủ xong thức, tiếp thâu, thẩm tấn, đoạn định, động lực na cảnh. Như vậy, nhưng mà khi mà mình sau cái tâm đó mình có chánh niệm, mình ngủ ý là mình sẽ thức dậy đó. Đây là một cái vấn đề mà Đức Phật dạy, nghĩa là vị đó đó luôn luôn giữ chánh niệm cho đến khi mà người đó ngủ đó, vị đó cũng phải tác ý mình sẽ thức dậy, mà mình ngủ một chút xíu mình sẽ thức dậy. Và khi mà mình có tác ý như vậy đó, thì mình ngủ chút xíu mình sẽ thức dậy, mình sẽ tỉnh táo. Và khi thức dậy như vậy đó, cái tâm chánh niệm đó mình có thể quán tưởng, mình có thể theo dõi hơi thở, hoặc là mình có thể ngồi thiền quán tưởng về 32 thể trường, hay là mình ngồi niệm Phật cũng được. Như vậy nó cũng vẫn là những cái tâm thiện. Và những cái tâm thiện đó đó, rồi Đức Phật này giải tiếp nữa là vì nó chánh niệm
mà đi tới đi lui, co tay duỗi tay đều chánh niệm, ăn uống nhai nuốt nai nếm đại tiện tiểu tiện đều chánh niệm. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật ngài muốn nói đến một cái từng tự thứ lớp đó. À, một cái từng tự thứ lớp là vì đó phải làm liên tục. À, vì nó làm liên tục như vậy đó, làm liên tục những cái điều đó. Còn nếu nữa thì chúng ta tìm một chỗ thanh vắng. Ở đây Đức Phật dạy tìm một chỗ thanh vắng. Bởi một cái chỗ thanh vắng dễ chứng sơ thiền. Còn khi mà chúng ta ở ồn quá đó, thì cái tâm á, cái tâm nhĩ thức chúng ta nó nghe cảnh thinh hoài. Nên chúng ta ở chỗ yên tĩnh á, thì cái tâm chúng ta đó nó dễ an trú vào tâm thiền. Bởi vì nói sơ thiền, cái tiếng ồn nó là gai nhọn. Cái tiếng ồn là gai nhọn của sơ thiền. Nên người đó muốn chứng sơ thiền để đè năm cái triền gai đó, thì vị đó thầy tìm cái gốc cây, ngôi nhà trống, hang đá, bãi tha ma gì đó để ngồi thiền. Như vậy thì Đức Phật thì cũng dạy từng tử thứ lớp, rồi vị đó, đó lựa một cái chỗ như vậy đó, rồi vị đó ngồi thiền như vậy đó để gội rửa hết tha ma, gội rửa sân hận, rồi hôn trầm thiện miên, đó là năm triền cái gì. Nếu một người mà chứng được sơ thiền đó thì cái chi định nó đè được cái tham dục cái, chi hỷ nó đè được cái sân độc cái, chi lạc nó đè được cái tạo hối cái, chi tầm nó đè được hôn trầm thiện miên cái, và chi tứ đè được hài nghi cái. Như vậy với một cái người mà khi mà họ chứng được thiền rồi đó, họ không phải là tin Đức Phật nữa, mà họ, tại vì họ đã chứng rồi quý vị, họ đã chứng rồi, cũng như tôn giả Sa Yếu Tái vậy đó. Ngài nói ngài không phải vì tin Đức Phật, mà ngài thực sự ngài đã chứng, ngài chứng đắc đạo quả, chứng đắc thiền định rồi, không phải chỉ tin không nữa, mà ngài đã tự chứng ngộ được những cái pháp này. Thì cũng như vậy, khi một người mà họ chứng được thiền đó thì họ không còn hoài nghi, bởi vì cái chi tứ là xác định pháp, họ xác định được cái thiền định đó, nên họ không còn hoài nghi. Chi tầm đó, họ đè được cái hôn trầm thiên miên cái, là họ không có buồn ngủ nữa. Chi hỷ đè được cái sân độc cái, chi lạc đè được trạo hối cái, chi định đè được tham dục cái. Như vậy thì Đức Phật ngài nói rằng một người mà khi mà họ tu tập mức độ này đó, họ để đè được năm cái triền cái đó, họ có thể đoạn trừ được năm triền cái. Họ chứng được từ sơ thiền, nhị thiền, có tầm tứ, với tầm tứ chứng vào thiền thứ hai, do hỷ lạc, do định sanh, không tầm không tứ mà tỉnh nhất tâm. Như vậy, như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài cũng dạy về từng tử thứ lớp thôi. Bởi thường thường chúng ta thấy một cái tâm thiện thiền sanh lên, rồi sau cái tâm thiện ấy, nó có tâm thiện siêu thế. Nên chúng ta thấy cái tâm thiện nó có ba loại thiện. Thiện ấy, là thiện của tâm thiện hợp trí. Thiện ấy, là tâm thiện của thiền sắc. Thiện ấy, là tâm thiện siêu thế. Như vậy thì một người mà họ dùng cái tâm thiện hoài đó thì họ dễ chứng thiền. Bởi thường thường quý vị, một người chứng thiền đó là họ có một kiếp, họ có cái tâm thiện dục giới tịnh hảo, làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc để tâm thiền sanh lên. Và khi họ chứng thiền như vậy đó, họ chỉ có một sát na thôi, nhưng mà họ phải luyện thiền. Luyện thiền là họ luyện cái thiền họ chứng đó, họ nhập xuất và nhập tự tại để họ có thể lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho đến khi nào đó mà họ quán tưởng, họ thấy được các cái thiền chứng này cũng là hữu vi pháp thôi. Họ thấy được cái thiền này là chỉ là nghĩ là những cái pháp hữu vi do suy tư tác thành, có nghĩa là do mình an trú cái tâm mình vào đề mục mà cái thiền định này nó tăng trưởng rồi. Vì nó quán tưởng thì vị đó sẽ đạt được được tuệ giải thoát, nghĩa là câu phần giải thoát, nghĩa là vừa thiền định vừa thường tuệ nữa. Như vậy thì Đức Phật ngày muốn nói cái vị Bà La Môn này hỏi á, Đức Phật thì dạy cho đến khi chứng ngộ như vậy, nhưng mà vị Bà La Môn lại hỏi vậy có chứng mà có người tất cả mọi người chứng không? Đức Phật nó cũng có người chứng, có người không chứng. Đức Phật ngài nói như vậy đó thì chúng ta hãy hiểu như thế này quý vị, có nghĩa là đối với những cái vị mà đệ tử của Đức Phật á, mà được chư Phật mà thọ ký đó, ví dụ là như là Đức Phật Gotama có hai vị thanh văn đệ tử là ngài Sa Di Tát, ngài Moggallana, như vậy những vị nhất định sẽ chứng. Nhất định sẽ chứng. Nhưng mà những cái vị nào á, mà chư Phật quá khứ đã thấy cái duyên đó mà vị này thành độc giác, thì cái thời kỳ của Đức Phật Gotama họ cũng không chứng cái gì, họ sẽ chứng độc giác. Rồi vị nào mà thành chánh đẳng chánh giác á, thì họ cũng không chứng ở thời kỳ Đức Phật Gotama, họ sẽ chứng thành Phật chánh đẳng chánh giác ở một cái thời điểm nào đó, trong một giai đoạn nào đó, trong một cái thời kỳ nào đó, những vị đó sẽ chứng. Ví dụ chúng ta thấy vua Ba Tư Nặc á,
Upasenadi vào nghe Đức Phật thuyết pháp rất là nhiều, thường đi hỏi Đức Phật rất là nhiều, nhưng mà vị này không chứng thành tinh văn giác, mà vị này sẽ thành Phật toàn giác sau này. Hay là chúng ta thấy tượng Bali La Yaka, tượng Na La Giri, hay là con khỉ mà Đức Phật nói bị con khỉ này sẽ thành độc giác Phật á, thì những điều này cũng giống như Đức Phật ngày thọ ký, và ngày thọ ký như vậy á, thì những vị này sẽ không có chứng. Đó là những cái vị Bồ Tát có cái hạnh nguyện vị này sẽ thành độc giác Phật, toàn giác Phật hoặc là tinh văn giác Phật ở một cái Đức Phật nào đó, chứ không phải là Đức Phật Gautama thì họ không chứng. Nhưng mà còn lại đó thì chúng ta thấy một sự không chứng nữa, đó là những cái chúng sanh mà gọi là vô phần, là chúng sanh mà tục sinh làm người nhị nhân á, chúng sanh không có đủ cái pháp độ, chúng ta hiểu là chúng sanh không có đủ pháp độ. Hay là chúng ta hiểu thêm nữa là chúng sanh nhiều cái chướng duyên, cái chướng duyên, chướng duyên đó có thể là bị nó dướng vào những cái sự trì trệ. Cái sự trì trệ đó được Đức Phật ngày dạy trong kinh Tương Ưng á, là bị đó bị tấp bờ bên này tấp bờ bên kia, hoặc là bị phi nhân vớt lấy, rồi bị người ta cột lấy, bị nước xoáy, bị mục rửa trong ruột. Có nghĩa là những cái vị đó là những cái vị mà bị nhiều cái chướng duyên, nhiều cái chướng duyên, có nghĩa là những cái sự trở ngại, những cái sự trở ngại mà ở đây Đức Phật gọi là đi trái con đường. Trái con đường là gì? Bởi vì Đức Phật này dạy, nghĩa là nếu mà một cái người mà tu tập đó, mà quán tưởng để từ bỏ tất cả đó, không có bị dính mắc thì rất là dễ dàng để chứng đắc. Nhưng mà nếu chúng ta bị dính mắc thì chúng ta sẽ không thể chứng đắc được. Bởi vì cái dính mắc là gì? Là muốn nói đến những cái tâm tham nó sanh khởi lên. Dính mắc vào sắc bên trong hay bên ngoài, hay là những cái điều trì trệ, nhiều cái điều trì trệ khác nữa. Có thể là mình bị đồ chúng, bị Phật tử, bị công danh quyền lực, bị này kia nọ đó. Mà khi mình nói đi như vậy đó, đồng nghĩa với gọi là mình dính mắc vào đó. Và khi mình dính mắc như vậy là chắc chắn mình không thể nào giải thoát được. Cho đến khi nào đó mình quán tưởng mình buông bỏ. Nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều vị tỳ khưu đó, lúc đầu đó những vị này cũng bị dính mắc, cũng bị trì trệ, nhưng vị này quán xét được theo cái lời dạy của Đức Phật, nên những vị này chứng đắc được. Nhưng mà rồi cũng có những vị đó họ không chứng đắc được, vì họ trở thành những cái vị gọi là hư tại tứ thanh tịnh giới đó, mình gọi là không thành vị tỳ khưu nữa, thì họ sẽ không chứng đắc với cái phẩm mạo vị tỳ khưu. Nhưng mà ngược lại họ trở về người cư sĩ, họ có thể chứng đắc. Nhưng mà họ ở tận tỳ khưu mà họ bị gọi là bốn cái giới bất cộng trụ thì họ không thể nào chứng ngộ được. Như vậy thì chúng ta biết Đức Phật ngày nói với Bà La Môn này, vì ngày biết rằng không thể nào một Đức Phật mà độ tất cả chúng sanh hết. Chúng ta hiểu như vậy đó. Không phải là có một Đức Phật độ hết chúng sanh được, cũng có. Chúng sanh đó giống như hồ sen vậy đó, có những bông sen đã lên, có những bông sen nó mới nhú thôi. Như vậy thì nó cũng giống như chúng sanh vậy đó. Đức Phật thì chỉ độ những người hữu duyên để chứng đắc, những người chưa được độ đó, làm duyên để độ. Có nghĩa là làm duyên đó để giác ngộ trong cái thời kỳ của Đức Phật, những vị Phật sau như Đức Phật Mettiya hoặc là Vua Ba Tư Nặc, là vị Ma Vương thành Phật sau này đó, mình sẽ thành ở trong cái thời kỳ đó. Nên Đức Phật ngày gọi là ngày độ những chúng sanh này, và ngày làm duyên để độ những chúng sanh này về sau này. Có nghĩa là thường thường quý vị biết rằng á, những cái vị mà như ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất á, ngày tu ở nhiều Đức Phật trước rồi. Ngày đã tu nhiều, chúng ta thấy như là ông Ba Hí Giá, Bút Cú Sa Tý, rồi La Phủ Thủ Nanh Đồng, thì những vị đó là tu ở thời kỳ Đức Phật Kassapa, là những vị tỳ khưu tu tập rất là tinh tấn, nhưng mà không chứng đắc. Có những vị chứng đắc đã niết bàn rồi, nhưng mà những vị này chưa chứng đắc. Mà mình thường hay nói rằng những vị này là ta làm trễ rồi, người ta sẽ rồi sớm. Có nghĩa là ở trong cái thời kỳ của Đức Phật sơ thời đó là họ chứng đắc được, nhưng mà có những vị đó là rất lâu sau thì họ chứng đắc. Hoặc là ở đây chúng ta hiểu có một điều nữa, như là Đức Phật nói những cái người mà họ làm phước vậy,
làm phước đầu tiên, nên sau khi họ chứng đầu tiên, có những người đó họ làm phước trễ, thật là trễ, sau này họ chứng cuối cùng. Cũng như năm anh em Triều Trần Như đó, cũng có người chứng trước chứng sau. Thì Đức Phật Ngài cũng nói cái duyên đó, là Ngài kể lại cái sự làm phước, với cái tâm lực đó, nó cũng có người làm mạnh, có người yếu, có người làm như thế này thế kia, nên nó cũng có cái sự sớm sự trễ. Ở đây thì Đức Phật Ngài hỏi Bà La Môn Ná La Cá Mục Ca La Ná, Ngài nói giống như là Ngài nói về cái con đường Ra Chá Cá Há. Có ông Bà La Môn này cũng biết, và ổng biết hết rành rẽ con đường, và cũng có Ra Chá Cá Há. Rồi có người hỏi và ông chỉ thì họ đi đến, nhưng mà có người lại không đi đến vì họ đi đường khác, họ không đi đến đó. Thì Đức Phật Ngài cũng nói như vậy. Ngài nói rằng đối với cái sự giác ngộ thì Đức Phật Ngài đã giác ngộ rồi. Con đường để đến giác ngộ Đức Phật Ngài đã nói, đạo lộ Đức Phật Ngài đã giảng dạy để tu tập. Nhưng mà vì đó có tu tập hay không, nên thường thường chúng ta biết rằng cái sự tu tập mà chúng ta tu tập là cái thiện nghiệp. Nếu mà cho cái quả đi tái sanh, chúng ta tái sanh lại làm người tam nhân, có duyên để hành trì, để chứng ngộ. Nhưng mà nếu chúng ta làm thiện bằng cái tâm ly trí, hay là chúng ta làm bất thiện đó, thì nó sẽ cho cái nghiệp bất thiện sẽ đưa chúng ta vào khổ cảnh thôi. Cái điều này là điều đương nhiên. Nên Đức Phật Ngài mới nói rằng không phải là có Đức Phật độ hết được. Không phải vậy. Điều thứ nhất chúng ta nên hiểu vậy. Điều thứ hai là Đức Phật Ngài chỉ độ những người hữu duyên, có nghĩa là người đó đầy đủ những cái nhân duyên và cái hạnh nguyện vị đó đó là ở trong cái thời kỳ của Đức Phật Gautama là sẽ đắc. Còn có những vị đó họ sẽ đến vì sao? Nên Đức Phật Ngài mới nói về cái con đường mà họ không đi đến. Họ không đi cuối con đường thì họ làm sao mà họ có thể thấy Ra Chá Cá Há được. Cũng như người đó không hành tuần tự thứ lớp theo Đức Phật Ngài dạy, thì người đó không có thể nào mà chứng ngộ được Niết Bàn. Dầu là Niết Bàn là có thật, con đường đến Niết Bàn là có thật, Đức Phật là bậc giác ngộ, con đường Niết Bàn là có thật. Nhưng mà Ngài vẫn có những chúng sanh đến tu tập, nhưng mà có người chứng và người không là như vậy. Như vậy thì Bà La Môn Ná La Cá khi mà được Đức Phật Ngài nói như vậy đó, và ông hiểu rõ được cái điều kiện, hiểu được cái sự thật này, và ông đã tán thán Đức Phật và xin quy y với Đức Phật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà chúng ta muốn chứng ngộ là chúng ta cũng phải học, mà chúng ta học rồi chúng ta suy tư qua cái sự tu tập của chúng ta đó. Chúng ta tu tập ngày đêm, chúng ta suy tư về những cái đề mục đó. Và đến một lúc nào đó, cái tâm chúng ta đó sẽ chứng ngộ được. Bởi vì chứng ngộ được, mình không hoài nghi là như vậy. Không bị hôn trầm thị miên, không bị trảo hối, không bị bị tham ái. Do những cái tầng thánh đạo, thánh quả mang lại cho cái sự giác ngộ giải thoát. Như vậy thì Bà La Môn Ná La Cá Mục Ca La Ná đã tán thán Đức Phật và xin quy y với Đức Phật. Vì ông muốn hỏi Đức Phật giống như toán học vậy đó, cộng trừ nhân chia từng tự thứ lớp rồi trở thành giáo sư toán hay là tiến sĩ toán học gì này kia nọ, thì Đức Phật Ngài cũng nói trong giáo pháp của Đức Phật cũng từng tự thứ lớp như vậy. Kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị, các phần trình bày về cái bài kinh hôm nay, cái bài học hôm nay đó, thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin kính đảnh lễ với Ngài, và con xin gửi lại cho quý thượng tọa, nhất là thượng tọa Giác Đẳng, để điều hòa phần thảo luận. Dạ, bây giờ thì con xin gửi nhất là chào. Là thu kinh trình thượng tọa, bạch thượng tọa thượng siêu, thượng tọa có ở trong máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa thượng siêu nghe được kinh trình thượng tọa, hoan hỷ trả lời cho câu hỏi luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa thượng siêu có mặt ở trong máy không? Dù như thượng tọa thượng siêu không có mặt ở trong máy. Chú Nguyên Thông ơi, chú Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Dạ.
Ở đây có một câu hỏi liên quan đến giáo dục. Là một người được đào tạo trong ngành sư phạm, sư Vân, sư Vân Thông có thể cho một vài cái ý kiến về cái cách tuần tự thứ lớp ở trong chỉ giáo dục nó mang ý nghĩa thế nào, và tại sao ở trong kinh có rất nhiều lần mà Đức Phật đã nhận về cái cách tuần tự ở trong cái sự tu học, ở trong cái sự giáo dục. Xin cái thỉnh sư Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyễn Thông, con tuân lệnh sư phụ góp ý vào cho cái câu hỏi là cái sự tuần tự trong giáo dục. Kính thưa sư phụ, trong giáo dục thì nó cũng có sự tuần tự. Thí dụ như là có những cái lúc mà từ 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi thì nó gọi là những lớp mầm non. Rồi sau đó mới là những cái lớp mà ở trong cái bậc tiểu học là 6 năm, từng là lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Sau đó là cái lớp ta gọi là middle school, tức là từ lớp 6, 7, 8. Rồi sau đó là high school, là từ lớp 9 đến lớp 12. Rồi sau đó là cái gọi là undergrad, gọi là từ cái bậc cử nhân, tức là năm thứ nhất, năm thứ ba, năm thứ tư. Rồi sau đó là cái bậc cao học, là master degree. Rồi sau đó là bậc tiến sĩ. Chứ một người mà mới ra đời, rồi trong lúc nhỏ không học mà lên học tiến sĩ thì học không nổi. Là vì vậy nó có những cái thứ lớp mà từ đi từ dễ đến khó, đi từ cái đó gọi là cái logic, là cái sự thứ tự, sự tuần tự đó. Thì cái điều đó ở nước nào cũng vậy, thì nó có cái gọi là kindergarten, tức là bậc mẫu giáo. Rồi sau đó mới là elementary, tức là bậc sơ học, tiểu học. Rồi sau đó mới lên là middle school, tức là cái bậc mà nó nối liền từ cái tiểu học cho đến trung học. Rồi từ middle school tức là từ lớp 7, 6, 7, 8. Rồi từ lớp 9 đến lớp 12 á, là đó gọi là trung học. Rồi từ lớp 12 rồi mới lên đại học thì 4 năm đầu nó gọi là BA, là bachelor, là bậc cử nhân. Rồi sau đó là master degree, thì là bậc cao học. Rồi sau đó là bậc tiến sĩ. Rồi sau đó là hậu tiến sĩ. Thì bởi vì tại sao nên như vậy? Bởi vì cái trình độ học vấn thì nó có thứ lớp. Một người mà muốn làm toán thì đưa đâu có bao giờ mà đưa vào cái đại số, hoặc là đưa vào xong cả những cái mát rê hay là toán đại cương, thì dù cái đó là làm sao mà học được. Cho nên là phải đi từ cái ABC. Vì vậy cho nên là, nhưng mà trên trần gian này có những người nó không qua cái điều đó, thưa sư phụ. Đó là những cái bậc mà có một cái kiến thức từ kiếp trước hay thế nào đó. Thí dụ như cái ông Bill Gates. Ông Bill Gates, ông đâu có tốt nghiệp đại học đâu. Nhưng mà cái khả năng của ông là làm ở trong cái Microsoft là nó có thể nói là cũng siêu đẳng. Cho nên trên thế gian này có những cái trường hợp mà luôn luôn nó có cái sự ngoại lệ. Tây nó gọi là India toujours des exceptions, tức là luôn luôn có những trường hợp ngoại lệ. Cái trường hợp bình thường là phải học tuần tự. Nhưng cái trường hợp ngoại lệ là những người, những trường hợp đó, những do những kiếp trước họ đã học rồi. Họ đọc rồi, do đó qua cái kiếp này dường như họ không phải cần thiết là phải đi từ nhỏ đến lớn. Và họ có thể nhảy bậc. Là cái số người đó, kính thưa sư phụ, không phải không có, nhưng mà nó không nhiều. Và vì vậy cho nên ở trong trong giáo dục thì con cũng nói cái trường hợp của con cũng rất cười. Trường hợp của con học có tiểu học thôi, học có tiểu học nữa sư phụ. Rồi từ tiểu học mà lên đến đại học thì con đâu có học đâu đâu. Thì học chỗ này năm ba chữ, chỗ kia năm ba chữ, ráp lại qua bên Mỹ là tự nhiên
vô master degree. Vô master degree thì tự nhiên là nó khám nghiệm sao không biết, rồi nó cho con vô đó rồi con học. Thành ra con là cái người mà không có cái bậc bậc cử nhân, là từ bên Việt Nam học tiểu học, rồi trung học thì con còn không có học, tại đi lính nên sao học. Thành ra có nhiều cái trường hợp do cái ý chí của con người ta, họ mượn sách vở họ đọc, rồi tiền bạc họ không có nhiều, cho lâu lâu họ có tiền được họ học một hai tháng, rồi số còn lại thì họ tự học. Thì trên thế gian này cái người như vậy cũng nhiều đó thưa sư phụ. Cho nên cái mà tuần tự nhi tiến, cái chuyện là bình thường. Còn cái người mà không tuần tự nhi tiến mà thành công được là chuyện đó, cho chuyện cũng hiếm có, mà cái loại đó không phải không có trên trần gian này. Kính thưa sư phụ, vì vậy cho nên là tất cả những cái điều gì mà chúng ta có thể nghĩ ra được là trên đời đã đều có cả. Hồi đó con ở bên Việt Nam thì con không tưởng tượng đến nước Mỹ. Mà khi mình qua bên Mỹ rồi đó, mình tưởng tượng có, mình cứ việc tưởng tượng thôi, thì tự nhiên nó đã có sẵn ở trong trong Walmart, Kmart hay là Depot, thì mình vào nó sẽ có hết. Thì không biết là cái nước Mỹ là nước cái gì, mà muốn cái gì thì gần như muốn cái gì có nấy. Cho nên là cái sự tưởng tượng của con người ta đi đến đâu thì cũng có cái người đã tưởng tượng ra những điều đó và đã làm sẵn cho chúng ta. Thành ra mình thấy được như vậy cho nên mình mới nghĩ rằng trên thế gian này mình không là cái gì cả. Tất cả những cái gì mình tưởng tượng ra là đã có sẵn rồi. Cho nên là qua bên Mỹ thì con mới học thấy những cái điều mà mình từ xưa nó mình chưa thấy, mà bên Mỹ đã có rồi. Cho nên là nước Mỹ là cái nước mà hiện tại bây giờ đối với lại COVID-19 mà nước Mỹ bị lúng túng, cho đến bây giờ này cũng chưa tìm ra được thuốc chủng và chưa tìm ra được thuốc trị bệnh, thì cũng phải công nhận là trang mình nghĩ tưởng rằng nước Mỹ là nước giỏi nhất, số một trên trần gian này, nhưng sự thật không phải số một. Cho nên tất cả những sự việc trên thế gian này gì cũng có thể có, chứ mình đừng có nghĩ rằng là mình thế này hay thế nọ. Nhưng mà phải cái học một cái điều là cái kiến thức của chúng ta thì giới hạn, mà cái thực tế bên trần gian này thì nó vô hạn lượng. Thì chúng ta là con người học hỏi. Vì vậy cho nên thế gian là một cái trường đại học, mà chúng ta là một người học trò. Đó là những cái suy nghĩ của con về cái tánh mà có thể nói là tuần tự trong giáo dục. Và có những cái mà không tuần tự trong giáo dục là có những cái quá khứ và tương lai, chứ không phải là chỉ có hiện tại mà thôi. Đó là những sự suy nghĩ của con. Kính thưa sư phụ, con là một cái chúng sanh vô minh, những điều nói ra từ một người vô minh thì không có đúng. Dạ xin sư phụ chỉ dạy thêm những điều mà con có thể học thêm, và nhạy những chân tử trong đạo tràng có thể học được trí tuệ của sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở la mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Sa thú, kính trình sư Nguyên Thông. Bạch Thiên Phật Thủy Siêu, thượng tọa có mặt ở trước máy và con nghe được không? Thưa quý vị, hôm nay là ngày cuối tháng thường ở miền Nam của ngày sám hối pháp lễ của chư tăng. Do vậy nhiều vị giảng sư không có vào rung được. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Thủy Siêu, thượng tọa có trước máy và thượng tọa có nghe được không? Trước khi chư tôi sang một câu thảo luận khác, thì cũng có một Phật tử hỏi chúng tôi về một cái đoạn ở trong bài kinh này, bản dịch về cái cách mà Bà La Môn Mô Ca La Na hỏi Đức Phật
ông dạy cái tuần tự là một một lần, hai hai lần, ba ba lần. Sao bị giải toán mà kỳ vậy? Nhưng mà thật ra thì cái bản dịch tiếng Việt nó có vấn đề. Chứ xin quý vị là cái này rất là đơn giản. Đây là cái bản, một cái bản để học toán giống như ở Việt Nam chúng ta gọi là bản cửu chương. Thì chúng tôi không biết là bên Mỹ, chúng tôi qua Mỹ lớn rồi chúng tôi không có học cửu chương không? Không biết có vị nào biết ở bên Mỹ là họ có dạy mình hồi còn nhỏ học học bản cửu chương giống như 212, 236, 248 chẳng hạn. Không biết bên Mỹ có học bản cửu chương, nhưng mà chúng tôi nhớ hồi nhỏ đó đi học bây giờ học bản cửu chương thì đây là một cái bản về toán nhân của. Dạ cảm ơn cô đã mà xem dạ. Thì đây là cái dạy về bản cửu chương, nhưng mà khi mà dịch sang bản tiếng Việt á thì nghe nó cũng hơi lạ, là một một lần, hai hai lần, ba lần. Nhưng mà người Ấn Độ á, cái bản học về toán họ không phải chỉ có 9, 1, 9 mà tới 10 rồi. Dạ, giống 11, 10, 12, 20 chẳng hạn. Thì họ có tới 10. Họ có tới 10 chứ họ, mình không gọi là bản cửu chương được, nhưng mà nó tương tự như bản cửu chương vậy. Và thưa quý vị, ở trong ở trong tám điều lạ của biên cả đó, thì có một cái điều ở trong đó là cái thềm lục địa. Dạ, thềm lục địa tức là giữa đại biển cả và đất liền đó, thì có một cái thềm về thềm lục địa đó, nó lài ra. Dạ, nó lài ra chứ không có, nó không có cái vực thẳm. Dạ, không có cái thềm lục địa chỗ nào có vực thẳm. Dĩ nhiên là khi mình đi ra ngoài biển á, thỉnh thoảng nó có những chỗ, nó có những chỗ nó sụp sâu xuống, nhưng mà cái sâu đó nó là cái sâu so với mình thôi, chứ nếu mà sâu nguyên cùng lục địa đó thì không bao giờ nó có cái dạng mà giống như chúng ta nói là nó vừa xuống nó dịp sâu xuống mấy chục thước, không có, mà nó lài ra. Thì Đức Phật Ngài cho biết rằng cái giáo pháp của Ngài là nó mang tính tương tự, và cái tính tương tự đó đó, đó là cái phương pháp giáo dục. Dạ, phương pháp giáo dục nó có thứ lớp. Thì về sau này ở trong Phật giáo có một cái sự tranh luận rất lớn giữa cái pháp gọi là kiệm tu và đốn giáo. Dạ, kiệm tu và đốn giáo. Thì đốn giáo là một cái điểm nổi bật của thiền công, đặc biệt là thiền công Trung Hoa và thiền công Nhật Bản đó. Ở trong cái pháp đốn giáo thì dựa trên cái quan niệm rằng tất cả chúng sanh đều có cái Phật tánh, và cái Phật tánh nó trong sáng. Và cái Phật tánh đó ngày nay mà chúng ta nghe rất là nhiều ở trong cái anh gọi là Bodhicitta đó, cái Phật tánh đó là hằng hữu, là vốn có sẵn. Thì cái quan niệm của thiền tông là kiến tánh thành Phật, có nghĩa là bây giờ cái Phật tánh đó nó có sẵn rồi, nó viên chiếu là luôn luôn nó có như vậy, nhưng mà nó bị bao che bởi vọng thức. Cái công việc này, công việc tu của chúng ta không phải là quân tập, không phải là quân tu. Quân tu là sự tích lũy từ từ hay là chuyển hóa từ từ. Nhưng mà công việc của một cái người tu là làm sao để xóa tan cái vọng thức đó, hiển lộ Phật tánh. Thật ra người ta dùng cái chữ đốn giáo. Chữ đốn giáo ở đây nó đối ngược với tiệm tu. Tiệm tu là tu từ từ. Dạ, tiệm tu là tu từ từ. Thì cái phương pháp tiệm tu đó, ví dụ như vào chùa rồi phải học về quy nghi thế hạnh, rồi học về giới luật, tu giới, tu định, tu tuệ, cái đó gọi là tu chậm, gọi là tiệm tu. Còn đốn giáo là làm sao mà khoát nhiên đại ngộ. Ví dụ như có nhiều khi người học trò không tu, nhưng mà ông thầy đưa ra công án, và công án khiến cho người này giác ngộ, gọi là đốn giáo. Bây giờ chúng tôi thưa quý vị như vậy là, nếu giả sử như đạo Phật từ thời nguyên thủy cho đến bây giờ đó mà theo cách đốn giáo thì sẽ không có đào đạo, không có trường lớp. Tại vì con người sẽ tự nhiên võ ngộ được, chỉ cần học một công án nào đó rồi mình giác ngộ thôi. Thì chúng ta tưởng tượng cộng đồng tăng chúng sẽ ra sao, tưởng tượng Phật giáo sẽ ra sao. Nó là một mớ ô hộp, hỗn độn. Tại vì không ai được đào tạo hết. Ngay cả khi mà chúng ta bước vào trong trường, nhà trường, thì chúng ta cũng cần một cái sự làm quen, quen với đồng phục, quen với trường lớp, quen với bạn bè, quen với cách dạy, rồi từ từ mình mới đi tiến lên được. Thì riêng trong Phật giáo đó, thì sự tu tập có nghĩa là sự huân tập hay sự huân tu. Huân tu là thế nào? Là ban đầu mình sống chưa có chánh niệm, bây giờ mình tập sao có chánh niệm. Giờ ví dụ như là mình niệm hơi thở,
thì ban đầu mình chỉ niệm là hơi thở ra và vào thôi. Nhưng mà ra và vào niệm thời gian mình quen và nó rõ, mình nó ổn định, thì bắt đầu chúng ta niệm hơi thở ngắn hay hơi thở dài, và biết hơi thở ngắn hay hơi thở dài. Sau thời gian nó ổn định đó, thì chúng ta nhận thức và cái hơi thở và toàn thân của chúng ta, và cảm giác toàn thân thở vô, cảm giác toàn thân thở ra. Và khi mà mình đã thuần thục chỗ đó, đó thì mình đạt đến một mức độ, đó là thở một cách an tịnh. An tịnh thân hành sẽ thở vô, an tịnh thân hành sẽ thở ra. Một việc chúng ta sẽ nói đến. Thật ra khi mà trình bày một điều gì đó, đó thì nó phải được trình bày có lớp lang. Và khi học một điều gì đó cũng phải học có lớp lang. Lấy một ví dụ, hồi nãy Sư Nguyên Thông có đề cập là giáo dục thì có thứ lớp, nhưng mà không phải ai mà là nhân tài đó, là cũng được đào tạo một cách có trường lớp hết. Thì cái trường đó chúng tôi muốn dùng một ví dụ khác đó, là có những nhà thơ rất làm những bài thơ rất hay, nhưng mà vị đó không bao giờ có bằng cấp, không bao giờ tốt nghiệp đại học văn khoa, không bao giờ giỏi về chữ Hán hay là giỏi về thơ đường, mà vị đó vẫn làm những bài thơ rất là xuất sắc. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa tự nhiên rồi không được hướng dẫn về mỹ từ pháp, không được hướng dẫn về ngôn ngữ, không có trình độ rồi làm thơ biết ca dao thì được, biết lục bát thì tạm thì được, nhưng mà làm thơ một có hay sắc ấy, thì người đó cần có một cảm thụ văn hóa nhất định. Và cảm thụ văn hóa đó nó phải có một cái trình độ văn hóa, chứ không phải nói là hồi nhỏ chúng tôi nhớ con câu nghe thì nó rất là vui, nhưng mà thật ra nó rất là mâu thuẫn. Tại vì trong dân gian á, thưa quý vị, họ nói ngọc bất rác bất thành khí. Dạ, yeah, ngọc bất rác bất thành khí là ngọc là đá mà không mài á thì không thành ngọc được. Dạ. Yeah. Nhưng mà họ nói đùa thêm câu nữa là nhỏ không học lớn làm đại quý. Dạ. Yeah. Câu đầu thì nghe nó rất là hay ho, nhưng mà nhỏ học lớn đại quý tức là họ mỉa mai mấy người lớn mà dốt, là nhỏ là đại quý. Hồi nhỏ chúng tôi nghe câu chuyện về, nhưng mà nghe nó kích cười. Thì thật ra đó, đời sống con người chúng ta nói về cái chuyện mà như Sư Nguyên Thông nói là ngoại lệ đó, nói về cái chuyện khoát nhiên tỏ ngộ thì có chứ không phải không có. Giờ có chứ, giờ chuyện đó có, nhưng mà nó là một ngoại lệ. Nhưng mà nếu chúng ta nói về cái thường thức á, chúng ta nói một cách căn bản đó, thì chúng ta phải nói một cái lớp lang, và nói cái lớp lang đàng hoàng. Lấy ví dụ như bây giờ chúng ta nói một bài kinh, và quý vị có thể học thẳng vào ý nghĩa của bài kinh, nhưng quý vị đâu có cần phải nói về dương sự như thế nào, nói về nhân danh thế nào, nói về địa danh thế nào. Nhưng mà nói như vậy đó thì thứ vị thường khi là người ta không hiểu một cách rõ ràng. Do đó chúng ta có nói là nói chuyện phải có đầu có đuôi. Ở chùa chúng tôi có quen với một cô ở đây, khi cô nghĩ cái gì cô nói cái đó thôi, mà cô không nói trước. Cái đôi khi đang nói chuyện này cô lại nói một chuyện khác, là chúng tôi phải hỏi lại thì mới biết là cô đang nói một chuyện khác chứ không phải đang nói cái chuyện này. Chứ lời gọi là nói không có đầu không có đuôi á, thì cái việc đó nó đòi hỏi chúng ta làm gì, là ở trong cái sự truyền đạt, ở trong sự trình bày, ở trong sự giới thiệu. Có ai học mà không có sự giới thiệu, có ai tu mà không có sự hướng dẫn, và khi hướng dẫn á thì nó phải có thứ lớp và chuyện bắt buộc. Nhưng mà không có nghĩa là một người làm thơ hay thì người đó phải có cái trình độ của một người giỏi về ngữ văn, người đó là giỏi về phải tốt nghiệp ở trong trường đại học văn khoa ra, người đó phải là một người biết về Hán Việt rất là rành, đọc các thư đường rất là am tường. Không phải như vậy. Chúng tôi cũng thì nhìn nhận rằng thường thường đó là những người mà quá nặng về trường lớp, họ cũng có vấn đề của trường lớp, và những người mà gọi là tự phát cũng có vấn đề của tự phát. Những người mà có trường lớp thì thưa quý vị, đa số là giỏi về vấn đề nghiên cứu, về vấn đề dẫn chứng, về vấn đề tư liệu. Nhưng mà chúng tôi không biết quý vị thấy không, nhưng mà chúng tôi thấy rằng trong giới tu sĩ đó, mà những cái vị mà có bằng tiến sĩ, nhất là tiến sĩ đào tạo tại Ấn Độ chẳng hạn, thì họ trở về cái đầu của họ đóng khung là thường. Dạ, cái suy nghĩ của họ đó, nó không có thoáng. Dạ, chúng tôi không mua được cái đóng, nhưng mà một số như vậy.
Nhưng mà cũng không có nghĩa là những vị tự phát á giỏi, tại vì nếu chúng ta học mà không có biết cách để nghiên cứu, biết cách để sử dụng tư liệu, biết cách để dẫn chứng tư liệu thì nó cũng có vấn đề. Dạ, có vấn đề. Thành ra đối với chúng ta trong cái sự trong sự hiểu này, chúng ta nên hiểu rằng cái căn bản vẫn là phương pháp. Mà nói đến phương pháp á, thì phải nói đến tuần tự và lớp lan. Còn cái chuyện mà đột phá, cái chuyện mà ngoại lệ, cái chuyện mà một cách không có theo thường tình á, thì chuyện đó là cái chuyện mình chỉ ghi nhận thôi, mình không thể nói được. Như trường hợp siêu viên thông nói là ông Bill Gates hay là Steven Jobs đều là những khuôn mặt lớn ở trong khoa học kỹ sư đại. Ông là drop out, học không hết đại học, học dưới chừng rồi bỏ, chạy theo sự đam mê của mình. Nhưng có nghĩa là vì vậy tất cả mọi người muốn làm thiên tài đều nên bỏ học hết? Không phải. Cái chuyện đó không phải. Thì ở trong kinh điển Đức Phật vẫn dạy rằng có những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, có những thiện nam tín nữ nghe một câu pháp mà chứng sơ quả. Có những vị tu 20 năm chứng sơ quả. Có những vị kiếp chót chứng A-la-hán như Ngài Sa Nặc chẳng hạn. Từ nhỏ đã biết Thái Tử Sĩ Đạt Đa được là một người tín mộc, lý trí xuất gia theo Đức Phật rất sớm. Khi mà Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ, ở gần Đức Phật, có hội chúng Đức Phật bao nhiêu năm trời. Mà cho đến khi Đức Phật Ngài biên kịch rồi, Ngài phải để lại một cái lời di chúc, di huấn là phải xử kích phạt phạm đàn đối với Sanh Á. Rồi sau này vị này hối lỗi mới tu hành các đạo chứng quả được. Chúng ta thấy như vậy là con người không giống con người. Và mỗi một con người, mỗi một cá nhân đó là một, mỗi một con người là một cá thể độc biệt lập. Vì vậy chúng tôi có khi trình bày với quý vị rằng đạo Phật tin vào sự giáo dục, nhưng mà đạo Phật không có chủ trương về mass production, tức là sản xuất hàng loạt trong cái niềm tin ở trong tín lý tôn giáo. Và đây là sự khác biệt giữa Phật giáo với Tây phương. Người Tây phương họ rất là tin vào sự nhồi nặng và đúc khuôn con người, có nghĩa là thí dụ như Thiên Chúa giáo hay là Cộng sản là sản phẩm của Tây phương hết. Và họ nghĩ rằng muôn người giống như một là được bỏ cái khuôn đúc ra như vậy thì chúng ta gọi là sản xuất hàng loạt, và người nào phải giống như người đó, và nhất đề phải giống nhau. Nhưng mà thật ra thì cái niềm tin đó, cái quan niệm về xã hội đó, đó nó không có trong đạo Phật. Đức Phật Ngài có những lần mà ngài chỉ Tôn Giả Ananda thấy rằng những vị tỳ kheo đi theo Ngài Anuruddha, đi theo Ngài Mục Kiền Liên, đi theo Ngài Xá Lợi Phất, mỗi những cái tỳ kheo đó đều có cái khuynh hướng khác biệt. Và ngay thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật vẫn thừa nhận sự khác biệt đó. Không phải Đức Phật tại thế Ngài nói rằng tại sao các con không trở thành đệ tử Như Lai mà là đệ tử Xá Lợi Phất, đệ tử Mục Kiền Liên, đệ tử Ananda. Đức Phật đâu có nói như vậy. Không có. Những vị đó đều chấp tay là con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng. Và Đức Phật còn tại thế đó, nhưng mà những vị đó vẫn nương theo những vị thầy của mình. Bởi vì có rất nhiều trường hợp lắm Đức Phật Ngài không cho tu trực tiếp, mà Ngài dạy Ngài Xá Lợi Phất làm thầy tế độ, dạy Ngài Ananda làm thầy tế độ. Thí dụ như Ngài Chunda, Chunda là em Ngài Xá Lợi Phất tu, đâu có tu với Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Chunda tu và được truyền giới bởi Ngài Ananda. Vì vậy đó, chúng ta nên hiểu rằng ở trong cái chung nó có cái riêng, ở trong cái đồng bộ đó, thì nó có những cái gì vậy. Và chúng ta là con người, là một chúng sanh, và chúng ta không phải là một cục bột, không phải là một miếng plastic mà đổ vào trong khuôn đúc ra hàng loạt. Không phải như vậy. Và Đức Phật Ngài dạy có sự khác biệt đó, bởi vì có nhiều khi người ta nói một cách, chúng tôi nói xin lỗi, nói một cách võ đoán. Chúng tôi nói đây nếu mà có xúc phạm đến, có đụng chạm đến quý vị quan hỷ, là đôi khi chúng ta muốn tuyên bố gì đó một cách vạn năng. Vạn năng có nghĩa là thuốc Tylenol là một phương thuốc trị bá bệnh, bệnh gì cũng đưa thuốc Tylenol uống hết á. Thì đó là một cách nói quá đà, một cách nói quá cường điệu. Có nhiều người nói rằng ba đời chư Phật á, thì chỉ cần niệm sáu chữ lục tự di đà, Nam mô Di Đà Phật là đầy đủ hết tất cả. Nói như vậy nghe nó gọn, nói như vậy nghe nó hay, nhưng mà chúng tôi xin lỗi quý vị, nói cách rất là cường điệu. Nếu mà chúng ta chỉ niệm lục tự di đà thì chúng ta đâu cần phải học, đâu cần phải tu, đâu cần phải ngồi diễn giảng nhiều tất cả mọi người niệm Phật.
cái niềm tin của tôn giáo đôi khi nó dẫn chúng ta đến chỗ cực đoan quá độ. Hay là một người nào đó tin Chúa sẽ được cứu rỗi, ngàn người như vậy, triệu người như vậy, nhưng mà không nghĩa là khi con người tin Chúa rồi thì con người sẽ thăng hoa, không phải vậy. Chúng ta nói như vậy đó là một cách nói theo cái sự võ đoán của chính mình. Chúng ta là con người, là chúng sanh, mỗi chúng sanh đều có một căn tính. Và khi Bà La Môn Mục Ca đã hỏi Đức Thế Tôn là có phải là những người tu theo Đức Thế Tôn là đều chứng đắc hay không, thì Đức Phật trả lời thế nào? Ngài nói rằng có những người chứng đắc và có những người không chứng đắc. Đó là Đức Phật dạy. Ngài đưa cái ví dụ như là Bà La Môn Mục Ca đã biết con đường rất rõ từ Xá Vệ về Vương Xá, tại vì Bà La Môn này có rất nhiều cái công vụ phải đi lấy lui. Nhưng mà Bà La Môn có thể chỉ tường tận cho mọi người, thậm chí vẽ bản đồ, thậm chí ghi chú từng phần một. Nhưng mà không phải ai đi cũng giống nhau hết. Chúng ta phải thấy được sự khác biệt đó. Ở bài kinh thì rất là quan trọng ở ba điểm, thưa quý vị. Một á, là chúng ta phải thấy được cái tính lớp lan tuần tự của sự giáo dục. Và điều thứ hai đó, là cái cách nói cường điệu, võ đoán, cách nói mà quơ đũa cả nắm của những cái lời gọi là thầm sinh của các tôn giáo phải coi chừng. Điều này chính bản thân của Đức Phật, Ngài là một vị thiên nhân di đạo sư, một vị tối thượng y vương, chưa bao giờ Ngài nói rằng có một phương thuốc trị bá bệnh. Không có, không có cái chuyện mà một phương thuốc trị bá bệnh. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu bệnh mà nó giống nhau á, thì người ta chỉ cần một phương thuốc thôi. Nhưng mà chúng ta có trăm ngàn thứ bệnh khác nhau thì không thể nào có một phương thuốc trị bá bệnh. Mà những người nào mà quá tin tưởng vào một cái thuốc, tôi bệnh nói tôi uống thuốc đó hết, thì có nghĩa là tất cả mọi người bệnh uống cái thuốc hết đó. Thì cách nói đó là một cách nói rất là võ đoán, cách nói rất là phiến diện, cách nói rất là cường điệu. Mà không ai chúng ta đó là chúng ta thường quá tin vào điều đó. Con người chúng ta đôi khi nó rất là phức tạp, nhưng mà chúng ta lại bị một cái bệnh rất là cả tinh. Không có cái thuốc nào trị bá bệnh hết. Như chúng tôi thưa với quý vị là chúng tôi bị tiểu đường đó, rồi thỉnh thoảng có vài Phật tử nói với chúng tôi rằng sư uống cái loại lá này đi, sư uống loại thuốc kia đi. Có người uống là hết bệnh tiểu đường, và mình uống trong vòng 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày là hết bệnh. Kỳ thật thưa quý vị, không phải là chúng tôi nói rằng những người đó không có thiện chí, không phải là chúng tôi cho rằng tất cả thuốc đều là vô kinh nghiệm, không phải chúng tôi hoàn toàn tin vào Tây y. Nhưng mà thưa quý vị, ví dụ rất là đơn giản là mình bị tiểu đường, là cái tụy đạn mình nó không làm việc. Mà uống loại thuốc á, thì có thể trong loại thời gian mà uống thuốc đó, cái đường mình nó không có tăng nhiều, thì nó có chứ không có. Nhưng bảo rằng chữa hết tiểu đường thì thật sự nó không có đâu. Mà cho đến giờ phút này đó, thì cho đến khi nào mà người ta dùng một cách để hồi phục cái chức năng của tụy đạn á, thì chúng ta nghĩ rằng mình đi đường có thể chữa được. Còn hiện tại bây giờ đó, thì với cái tụy tạng không hoạt động bình thường đó, thì mình phải tập sống như thế nào mà nó tương ứng với cái bệnh trạng của mình, thì mình sẽ sống được. Thưa quý vị, bây giờ thì thấy có Thượng Tọa Tuệ Quyền vào trong lớp rồi. Hôm nay chúng tôi có nói quý vị rằng là một ngày lễ của sám hối thuyết pháp hàng tháng của Chư Tăng, nên nhiều vị giảng sư không có vào rung được, nên hỏi với Chư Nguyên Thông có chương trình nói một vài lời để trong lúc chờ đợi quý ngài. Không biết là Thượng Tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy và Thượng Tọa Tuệ Quyền có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho một câu thảo luận. Dạ vâng. Thượng Tọa Tuệ Quyền, hôm nay chúng ta có đọc một bài kinh, và trong bài kinh này Đức Phật Ngài có dạy về cái vai trò của vị đạo sư. Đức Phật là người chỉ ra con đường. Nhưng mà không nghĩa là Đức Phật chỉ ra con đường là mọi người đều đắc chứng hết. Lại có những người đi theo con đường và có những người không đi theo con đường. Có những người rất khéo khi hành trì, có những người không khéo khi hành trì. Thì người ta nói là trong sự giáo dục đó, là cả hai vai trò, người học, người dạy lẫn người học đều phải có nỗ lực hết, chứ không phải có nỗ lực một chiều là người học không hay người dạy không. Thì Thượng Tọa Tuệ Quyền có thể chia sẻ với đại chúng ở tại đây đó là
Ví dụ trong cái việc mà thượng tọa làm việc trụ trì, thượng tọa hướng dẫn học chúng ở trong chùa, thì thượng tọa có nghĩ rằng nên đặt đâu mọi người ngồi đó hay không, hay là thượng tọa còn nghĩ đến cái chuyện kêu gọi cái sự tự giác, cái sự góp phần của những người sống ở trong chùa? Tại vì bản thân của Đức Phật thì nói rằng Như Lai là vì thầy chỉ được, nhưng các con phải nỗ lực. Nếu mà người ta không nỗ lực, người ta không cố gắng, thì thượng tọa tự nguyện có làm được gì không? Kính thỉnh thượng tọa tự nguyện. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Khai, giá thưa đi chúng đang nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đến quý tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ theo cái câu hỏi thì kính bạch thượng tọa, thì phải nói rằng là trên tinh thần Đức Phật là một vị đạo sư chỉ đường dẫn lối cho tất cả. Nhưng chúng ta nhớ, Ngài cũng đã dạy một điều, Như Lai là đạo sư chỉ đường. Đạo sư là người chỉ đường. Và các ngươi hãy đi trên con đường mà Như Lai đã đi. Thì quả đó, nó là cho chúng ta thấy một cái giá trị tuyệt đối trên con đường mà Đức Phật đã thiết lập như thế. Nhưng ngược lại, Ngài cũng không có bắt buộc một ai kêu gọi hãy dấn thân, hãy ra đi nơi này, hãy nơi nọ, hãy đây là ngôi nhà vắng, đây kia là cội cây, và đây là những pháp mà các ngươi cần phải tu tập để tiến tu. Nhưng có thể nói rằng là đạt được hay không đạt được là do tất cả mọi người. Có những người tầm cầu đạo giải thoát, đi trên con đường và tiến tu một cách tốt đẹp, đi đến viên mãn. Và có một số người lại gãy gánh nửa đường, hay hoặc là cãi lại những lời dạy của chính Ngài. Trong đời sống tu tập cũng phải quý vị, Đức Phật cũng luôn khuyên, có cái lời khuyên chứ không bao giờ có cái lời buộc. Chúng ta nhớ, cái tinh thần của Đức Phật là tinh thần tự giác. Cái chủ trương của Đạo Phật là chủ trương tự giác giác tha. Mà mọi con người có tầm cầu, có ước muốn, thì người ấy sẽ đạt được, sẽ thành tựu được. Bằng ngược lại, nếu như người ấy không có tầm cầu, không có ước muốn, thì cái điều đó nó sẽ không đạt được kết quả tốt đẹp. Về cái đời sống bình nhật cũng vậy. Nhiều khi chúng ta muốn sửa đổi một người, chúng ta khuyên, ngay cả chúng ta ra một cái điều kiện áp lực, nhưng họ cũng không nghe. Chứ đừng nói chi, thì ở đó chính chúng ta thấy Đức Phật Ngài hết sức tuyệt vời. Cái lời dạy của Ngài, cái huấn thị của Ngài, cái lời dạy của chính Ngài là lời dạy để mang tính tự giác cho mọi người. Đây là con đường tử sinh, đây là con đường chấm dứt khổ đau. Các ngươi đi hay không đi là do tự quyền quyết định của chính mình. Dường như thế ấy, tất cả chúng sinh đều có cái nghiệp riêng, đều có cái duyên, đều có cái nghiệp riêng của chính mình, mà không thể nói rằng là người này như thế này, người kia như thế nọ được. Mà được hay không được là do tất cả mọi người đã đang tu học. Có một số người khi thầy dạy lãnh thọ và đi theo con đường phụng mệnh vâng lời. Còn có một số người nghe từ lỗ tai bên này đi lỗ tai bên kia, như là trí tuệ nó trên bắp vế vậy đó, thì cái lời dạy nó cũng như nằm trên bắp vế vậy đó, nghe xong rồi đứng dậy, coi như chưa hề quen nhau, không biết gì hết. Rồi có những người đệ tử nghe thụ giáo và nhớ lời đó mà cố gắng phụng trì, mà cố gắng thực hành. Thì cũng vậy, kính thưa quý vị, đối với cái người đệ tử hay cái người
thọ giáo hay cái người nghe hay cái người đệ tử, nó đòi hỏi có cái tính tham cầu, tham học, tham tu hay không là một vấn đề khác nữa. Nếu như họ không có vấn đề tham tu, tham cầu, tham học thì là trời cứu. Thì là thôi, tất cả chiều theo nhân quả. Hay có một người họ biết được cái nhân quả, họ chấp nhận cái nhân quả, có cái niềm tin, biết được cái nhân quả, chấp nhận cái nhân quả, có lỗi lầm mà biết sửa chữa, có lỗi lầm mà biết nhìn nhận, ghi nhận cái lỗi lầm. Còn có một số người họ không biết cái lỗi lầm, họ không chấp nhận cái lỗi lầm, và những cái lỗi lầm đó họ cố chấp, họ tự cho mình là đúng, họ tự cho mình là hay như thế này thế nọ. Hay có một số người ngay cả mặc cả, hay cả đôi co, hay cả bất kính với thầy của mình, thì kính thưa quý vị, nó cũng nhiều lắm. Không có dễ dàng mà được yên vui, được tốt đẹp đâu. Cái đó thì chúng ta cũng phải nói rằng là cái thuận hay là cái nghịch duyên của vị thầy với người học trò, và những cái lời nói phải đúng thời đúng lúc thì nó, và cái lời nói đó có được đón nhận hay không, thì tất cả đây là cái duyên, cái phước của tất cả mọi người. Mà tất cả chúng ta nhiều khi có muốn cũng không được, mà có né tránh cũng không xong, thì đây chính là cái khả năng và một cái đức độ hay khả năng hay là cái trí tuệ của một vị thầy, là một việc để mà giáo huấn, để mà dạy dỗ cái thân giáo cho cái người đệ tử. Chính chúng ta thấy Đức Phật Ngài đầy đủ vẹn toàn, mà Ngài còn phải nói là tùy duyên mà quá độ với tất cả chúng sinh. Cái chữ tùy duyên của Phật nó rất là tuyệt vời. Ai hợp duyên với Ngài, Ngài mới tế độ trực tiếp, dầu cho làng mạc xa xôi, dầu cho bất cứ hoàn cảnh khó khăn như thế nào, nhưng Đức Phật này cũng vẫn tiếp độ và chuyển hóa, uốn thị, dạy dỗ cho họ đạt đến nơi an lạc giải thoát. Còn những người mà không có cái duyên thì Ngài không quan tâm tới. Đây cũng là một bài học cho chính mình. Có những cái sự dạy dỗ hay cũng sự chia sẻ hay cái sự uốn thị của chúng ta đối với những người đệ tử hay những người xung quanh mà họ không đón nhận, thì chúng ta hay tùy duyên đi, chứ đừng bao giờ mà chúng ta có một cái áp lực, áp buộc như thế này thế nọ thì cũng không được gì đâu. Họ vâng lời trước mặt nhưng sau lưng không có nể nang hay không có thực hành theo thì cũng vô giá trị thôi. Đây là một điều mà đòi hỏi cái sự huấn thị đó, hỏi là quan trọng hay không quan trọng. Thì ở đây nó có quan trọng đối với một số người mà cầu đạo, cầu pháp, cầu học. Còn thật sự sẽ không quan trọng đối với những người họ không có niềm tin, họ không có biết thích cái nhân quả, họ không có biết lắng nghe, họ không biết chấp nhận. Thì điều đó chúng ta có nói như là đàn cãi tay trâu, chẳng kết quả gì mà lại khổ cực, lại là buồn khổ cho chính mình. Thì kính bạch thượng tọa, đây chính là cái câu chia sẻ của chính con. Bạch thượng tọa vừa hỏi, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cũng thỉnh Ngài, để chúng con xin xuống mít. Nếu có điều gì cần bổ túc và kính cũng thỉnh quý Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Sao chú kính trình chú tỏ chuẩn bị? Mà chú tỏ từ siêu, chú tỏ có mặt ở trước máy không? Nếu chú tỏ từ siêu đang có mặt trước máy. Mà chú tỏ từ siêu, ở trong đoạn kinh này chúng ta có nghe nói về những đệ tử Phật có tu chứng và những đệ tử Phật không có tu chứng. Không biết là chú tỏ từ siêu có cái kinh nghiệm gì về điểm này, là có cái hiện tượng gọi là nổi loạn ở trong giáo dục. Khi một người mà họ không có khả năng tiến bộ,
họ không có nhập cuộc được với sự giáo dục. Ví dụ họ sống trong trường học hay sống trong một ngôi chùa mà họ không có sự tiến bộ thì họ hay nổi loạn. Và nổi loạn ở đây họ có khuynh hướng chống lại, chỉ trích, và họ làm bất cứ điều gì để chứng minh rằng cái lỗi không phải vì họ, mà cái lỗi là do cái chùa đó, do cái pháp tu đó, do cái trường đó. Và thường đó khi nhận cái hiện tượng nổi loạn như vậy ở trong học chúng không? Cái thỉnh thường đó là thường đó có cái biện pháp nào về điểm này, xin thỉnh thường đó. Nam mô Phật Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, cái hiện tượng nổi loạn của những người sống trong một cái môi trường giáo dục mà họ không có hiểu được, không có thâm nhập được, cái sự kiện nó xảy ra rất là thường. Ngay cả khi Đức Thế Tôn còn hiện tiền, mà chúng ta đã học qua những cái bài kinh trước đây, như bài kinh Sắc Hướng Đa Dí chẳng hạn, khi mà Đức Thế Tôn Ngài khuyên các vị ta cũng ăn một ngày một buổi, chứ ăn một ngày buổi cho nên được thiểm vô cùng. Các ngươi hãy ăn một ngày. Đức Phật Ngài đưa ra lực thuốc vị tỳ lời giải như không thể chức dụng nhân thần thông thì vậy các tá lại nổi và công kích lại Đức Phật. Những cái trường hợp rất dễ xảy ra thì có xảy Nam mô Bụt Thầy. Dạ đạo tràng, chúng con không còn nghe âm thanh của ngài nữa. Nếu ngài nghe được âm thanh của con cũng thỉnh ngài cầm mic trở lại ạ. Nãy giờ đường nét của ngài rất là chập chờn. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ, kính ơn đạo tràng và con cũng thỉnh ngài trở lại ạ.
Thưa quý vị, dường như Thượng tọa Thiền Sư đang đọc Thượng tọa kỹ thuật, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Đăng có ở trước máy và nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng đang có mặt ở trước máy, xin Thượng tọa hoan hỷ tiếp lời. Dạ, xin Thượng tọa Pháp Đăng hoan hỷ chia sẻ một vài kinh nghiệm Thượng tọa khi mà ở trong cái vai trò là người hướng dẫn học chúng trong chùa. Vì nếu học chúng trong chùa họ không chịu học thì Thượng tọa làm gì? Cái tỉnh thừa. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, yeah, cảm ơn quý vị. Thật sự thì ở trong chùa thì cũng như nuôi giới tử vậy quý vị, cũng có người dạy được, có người dạy không được. Dạy được thì mình tiếp tục nuôi dạy, còn nuôi dạy không được thì mình cũng phải trả về thôi. Thật sự thì chúng ta biết rằng vấn đề mà ở trong chùa dạy học á, không phải là vị nào cũng chịu học đâu quý vị. Bởi vì thật sự đó, một cái người mà họ muốn học á, là họ phải thích học á, thì họ mới học được. Nếu mà không á, thì mình ép họ á, thì họ cũng không học được bao nhiêu. Bởi thường thường chúng ta biết cái tâm của chúng ta mà, cái tâm của chúng ta tiếp thu. Mà nếu cái tâm chúng ta không tiếp thu đó thì chúng ta không có thể nhận được cái điều đó. Nếu không thì chúng ta cũng chỉ học rồi chúng ta cũng sẽ quên mất thôi. Thành ra ở trong chùa đó thì thường thường hồi xưa sư trưởng hay nói đó, nghĩa là mình nuôi 10 người thì còn được một hai người tu, như vậy là cũng tốt rồi. Thành ra nhiều khi quý vị biết rằng đối với tu sĩ thì cũng rất là đông, nhưng mà rồi cũng bị không còn, chứ không phải là tất cả đều còn hết. Nó giống như là chúng ta trồng cây trong rừng vậy, trồng cây vườn vậy, cũng có cây tốt, cũng có cây èo ụt, cũng trên mảnh đất đó, nhưng mà thật sự đó, do cái cây đó là do cái giống cây đó, rồi do cái rễ cây đó. Thật sự thường thường chúng ta biết rằng gieo trồng bất luận loại cây nào cũng vậy, không bao giờ một nguyên cái miếng giường nó đều nhau hết. Cũng có cây tốt, cũng có cây xấu. Thường thường nói điều này chúng tôi nhớ lúc hồi xưa mà hay là cho tới bây giờ cũng vậy quý vị. Quý vị thấy mình trồng hai cây nhưng mà có một cây tốt, còn cây nó không ra gì. Thì cũng như vậy, ở trong chùa nhiều khi mình dạy với tăng cũng vậy, cũng có vị đó là họ học được, nhưng mà cũng có vị đó họ không có học được, mà họ còn phá phách nữa, nó cũng có những chứ không phải là không có. Thành ra nhiều khi quý vị thấy Đức Phật đó, Ngài cũng ban hành cái học giới để chế định những cái điều học giới đó để ngăn cấm những cái gì mà tỳ khưu mà quấy phá. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy rằng ở trong chùa đó mình nuôi không phải là mình nuôi là được hết, mình dạy là họ học hết. Nên thường thường quý vị biết rằng một lớp học như vậy đó, thường thường quý vị biết rằng thí dụ ở chùa Pháp Luân có dạy những cái lớp diệu pháp vậy đó, mình học quá thì lúc mà đầu lớp học thì đông lắm, nhưng mà rồi khi mà mãn khóa đó thì cũng không còn được mấy người. Cái chuyện nó cũng rất là nhiều những cái trường hợp, nó cũng có nhiều cái hoàn cảnh, nó cũng bị nhiều cái chi phối cái gì. Thành ra nhiều khi mình cứ thấy như vậy đó, mình mới biết rằng thật sự ra Đức Phật Ngài cũng nói ở đời thì những mảnh vườn mà khả ái rất ít, những cái dùng những mảnh vườn mà nó khô cằn, nó sỏi đá rất là nhiều cũng vậy. Nếu mình nói mình huấn luyện được một người đó, nó cũng không phải dễ đâu quý vị. Thành ra nó cũng không phải dễ, dạy được một người cũng không phải là dễ.
Thành ra nhiều khi quý vị biết rằng ở một đời một vị tu sĩ mà dài tu đó mà còn được một vài chục người học trò đó cũng mình gọi là những vị đó cũng gọi là những vị có đức độ đó. Chứ còn nhiều khi dạy một đời như vậy mà cũng không được mấy người đệ tử, nó cũng có những trường hợp như vậy quý vị. À, thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đó thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho thượng tọa. Chào thưa quý trình thượng tọa pháp đàn. Và chi thông đức và chú ý Phật tử còn vài phút sau cùng xin được có một vài chia sẻ về đại dịch corona. Thưa vì con số người bị lây nhiễm ở trên trái đất hiện nay đã vượt quá con số 2,5 triệu người. Trong số đó thì chỉ có một số rất ít là vào trong bệnh viện để được điều trị, đa số là ở tại nhà. Dạ, ở trong tình trạng cách ly và tự chữa trị. Có một sự việc mà người ta đã bắt đầu ghi nhận, đó là do người ta ở nhà và thiếu sự hướng dẫn, thiếu sự đọc kỹ lưỡng, hay là quá cả tin một số thông tin, nên vấn đề sử dụng thuốc thường là tai hại, rất là sai. Căn bản, theo một bản tin mới đây của Đài Thi đó, thì khi mà trị ở tại nhà, đa số bác sĩ chỉ hướng dẫn là người ta dùng một cái loại thuốc trị sốt. Thí dụ như ở tại Mỹ chúng ta có thuốc Tylenol chẳng hạn, là giảm sốt. Thì có một số người do cái sự khó chịu nên sử dụng rất nhiều thuốc khác nhau. Và cho đến giờ phút này, khi mà chúng ta nói lên thông bản trên này đó, thì chưa có một loại thuốc nào được chứng minh là có cái khả năng gọi là thực sự hiệu nghiệm. Thì thứ vì căn bản đó, là người ta dùng ba cái cách trị bệnh được xem như là thí nghiệm, là thuốc kháng virus, cái thuốc làm dịu hệ thống miễn dịch, và cái kháng thể lấy từ cái huyết tương của những người mà đã bị nhiễm bệnh rồi. Thì cả ba nó đều nằm ở trong tình trạng thí nghiệm hết. Nó chưa có một loại thuốc nào và dứt khoát hết. Và cũng có một vài nơi người ta sử dụng hai cái loại thuốc. Thuốc trị Ebola và thuốc trị bệnh AIDS, bệnh SIDA, bệnh HIV. Và để họ thấy rằng có những trường hợp có kết quả, trường hợp không có kết quả. Nhưng mà riêng về loại thuốc mà 2-3 tuần lễ nay đó người ta nói rất nhiều, đó là thuốc trị sốt rét. Thì cho đến giờ phút này người ta đã có xác minh rằng thuốc trị sốt rét không có giúp được gì, mà còn rất là tai hại nếu dùng nhiều. Và nếu mà quý vị có mua chợ đen hay là có cách gì đó mà mua trị sốt rét để dành ký linh mà mua dễ dàng đó, thì đừng sử dụng. Tại vì nếu không khéo nó sẽ làm hại cho chúng ta nhiều hơn. Đó, khi mà sử dụng những thuốc này đó, thì mình cố gắng để có được cái sự hướng dẫn của một bác sĩ. Nói chung là chúng ta trị ở tại nhà, nhưng mà rồi cũng phải theo sát, chứ không nên tin vào cách này cách khác. Chứ tôi có nghe nhiều vị sợ COVID, có uống nước gừng rất là nhiều. Gừng nhiều, nó uống nhiều cũng hại gan, thưa quý vị. Nó không hẳn là đó là vạn năng giống gì người nghĩ. Hay là có số người nào đó tin một phương pháp gì đó. Và người Việt Nam chúng ta hay quá đà về việc này. Nên chúng ta cố gắng. Chúng ta cố gắng để theo dõi thật kỹ. Hiện nay đó thì trong cái nhìn chung mà của những cái bản hướng dẫn thì phần lớn họ đều nói rằng cố gắng dùng cái thuốc như là Tylenol chẳng hạn ở Mỹ. Chúng tôi không biết ở Việt Nam sẽ thuốc gì. Ở bên Pháp cũng, bên ông Châu cũng loại thuốc giống Tylenol vậy đó, để giảm nhiệt, để hạ nhiệt, giảm sốt đó. Và bên cạnh đó đó thì người ta khuyên là nên dùng rất nhiều chất loãng, giống như nước súp, nước trái cây, hay là uống nước nhiều. Tại vì con người chúng ta lúc đó chúng ta cần nước và uống nước nhiều. Và nếu thấy khó thở thì thay vì nằm mà chúng ta ngồi dậy. Và ở trong các bệnh viện
nếu trường hợp mà quá khó khăn ở trong cái intensive care ICU á, thì người ta cho dùng cái máy thở để căn bản như vậy. Và tất cả những cái phương thuốc trị liệu ở trong bệnh viện, ngay cả bệnh viện bây giờ, nó đều mang tính thí nghiệm hết. Chưa có một loại thuốc nào mà gọi là thực sự hữu hiệu, và thực sự hữu hiệu cho đến giờ phút này. Nên chi khi mà trong trường hợp chúng ta bị bệnh hay là người thân bị bệnh, mình cho thuốc bừa bãi và đừng uống thuốc quá nhiều. Cái đó có nhiều khi chúng ta không chết vì bệnh, vì vi trùng COVID, mà chúng ta chết vì lỏng thuốc. Nên rất mong rằng chúng ta bình tĩnh, chúng ta chịu khó một cách rất là kiên nhẫn trong việc trị bệnh. Và nếu chúng ta không phải là một bác sĩ, không phải là một người chuyên môn, thì đừng dùng vào cái lý luận của mình, dạ, riêng tư của mình, mà được suy nghĩ riêng tư của mình. Chúng ta hay có một cái chữa theo kiểu lăng băm á, lăng băm tức là nghe người ta đồn cái gì rồi chữa cái đó, nó không áp dụng được với trường hợp này. Thì mong rằng tất cả chúng ta sẽ đặc biệt rất là cẩn trọng. Chưa bao giờ mà nhân loại đối diện với cái dịch bệnh như ngày hôm nay. Và ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông đã lên cảnh báo rằng thế giới sẽ rơi vào trong tình trạng khan hiếm lương thực. Và do vậy, chúng ta nên có một cái phương thức nghĩ về đường dài. Và như chúng tôi có trình bày hôm qua, là thật ra thì mùa hè này chắc chắn đại dịch không đi qua. Nhưng mà đa số các chuyên gia đều đồng ý một điểm rằng mùa thu trở về, khi mà mùa cúm sắp tới trở về đó, vào mùa thu này đó, thì một cái sự bùng phát lần thứ hai của đại dịch corona sẽ trở lại. Nên chi chuẩn bị được cái gì thì có chuẩn bị, chuẩn bị khẩu trang, chuẩn bị quần áo bảo hộ, chuẩn bị cái kiến thức của mình để chăm sóc cho bản thân trong trường hợp mình bị lây nhiễm, cho những người thân bị lây nhiễm. Mà chúng ta là người Phật tử thì chúng ta luôn luôn tâm niệm rằng cái sự lây nhiễm nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đối với bản thân thì chúng ta đừng bao giờ sống bằng sự linh ninh rằng nó không lây nhiễm. Và khi chúng ta bị lây nhiễm thì chúng ta có thể chết. Và nếu trong thời gian này mà mình làm cái gì thực sự có ý nghĩa trong sự tu, trong sự học thì rất là nên. Và chúng ta cũng phải nghĩ đến trường hợp là rất có thể những người thân của mình, cha mẹ, ông bà hay những người thân của mình, họ sẽ từ giã chúng ta ở trong cơn đại dịch này, thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Phải chuẩn bị tinh thần thật tốt. Và Ngài Hòa Thượng ngày xưa Ngài có nhắc là nếu chúng ta biết rằng chúng ta không có thời giờ nhiều cho nhau, thì cái gì tốt đẹp nhất thì hãy nói cho nhau nghe. Cái gì, điều gì tốt đẹp nhất hãy làm cho nhau được thì làm. Và những cái biểu lộ nào về cái thân tình của mình thì cái biểu lộ, đừng để khi đã mất nhau rồi thì lúc đó chúng ta mới buồn mới khổ. Thật ra thưa quý vị, nó cũng là một thời gian để chúng ta tinh tấn, có một thời gian để chúng ta nghĩ nhiều về những người thân của mình. Chúng ta không bi quan, chúng ta hoàn toàn không bi quan, nhưng mà đừng bao giờ ngây thơ mà nghĩ rằng ấy chuyện xảy ra ở ai đó không, chứ không nghĩ đến, không có xảy ra đến cho mình. Luôn luôn làm homework rất tốt, chuẩn bị rất tốt, và chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra bằng một thái độ rất là bình tĩnh. Và tất cả những đại dịch xảy ra nó là một cơ hội để chúng ta đánh giá lại cái thời gian quý báu cuộc sống. Cuộc sống rất là quý báu, nhưng mà nó chỉ quý báu, cái thời giờ cuộc sống chỉ quý báu khi nào chúng ta tận dụng điều này, thì tận dụng thời giờ cho những việc làm có ý nghĩa. Nếu ngồi đó để mà than vãn thở dài, ngồi đó để mà thù hận, ngồi đó để mà phiếm luận, ngồi đó để làm chuyện vô bổ, thì thật sự nó không ý nghĩa gì hết. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trưng chư vị giảng sư đã vào trong được thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành, và luôn luôn sống với những giá trị tinh thần, sống với sự thanh thản, sống với thái độ thích nghi, thái độ chấp nhận, và mong rằng chúng ta luôn luôn cẩn thận cho mình, cho những người thân và cho xã hội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi giảng dạy về cách phòng ngừa cũng như chấp nhận bệnh đại dịch hôm nay. Và chúng con cũng thành kính tri ân sư luôn nhắc nhở chúng con tu tập để kiếm chút vốn ra đi. Dạ, con tri ân sư.
Dạ, sa thú, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sa thú lành thai. Con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng đông rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con. Đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu ạ. Yang kincik pusala kamang kapa pagiri yang memangkaye nawaja manasa bidase sukatang katang yesa kapasain ati yesa sata asaini do katang bunya kalang mayan sapi pagi pawan tute yesang katang suri Nang punya palang maya ye jata tanaja nanti dewa dan tua liwe jayum sape lo kami ye sata jiwan taharane drama dunya ko jangan sape dapan tumang aji nanti con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường kiện nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vị nhân sapang sumangkalang rakan tu sapa dewata sapa buta lupa wena soti ontu niron darang tu sapang sumangkalang rakan tu sapa dewata sapa tama lupa wena soti ontu niron darang tu sapang sumangkalang rakan tu sapa devata sapa sangha rupa vena soti ondu yeron sarang thiền công đức đã làm kiến kiến lành giải thoát đệ tử và chúng sanh lòng niềm thành chân giác. Thank you.
Phật đạo trong biển hà.